chào mọi người trước khi chúng ta bắt đầu cái livestream ngày hôm nay như thường lệ như yêu cầu các bạn phải nhấn like share và subscribe kênh youtube nhi lê nếu như các bạn chưa nhấn còn những ai nhấn subscribe đồ rồi thì nhấn like với nhấn share đi được chưa facebook youtube tất cả các kênh đi qua hết đi qua hết tất cả các kênh để cho mọi người biết là nhi đang live ủa chết cha cái này nó bị end rồi rồi tiktok nó bị thoát rồi không hiểu không vô được lại tóc phải không chị đoán vậy vậy thôi dẹp đi rồi tiktok bên kia tự coi đi ra rồi thương tiktok quá tưởng đâu hôm nay được ta like tiktok bên này cho tiktok coi nhưng mà cuối cùng cũng được chào nếu mới đâu ra ông ơi cũ rồi cả hai ba tuần nay rồi trời ơi, có đứa nó kêu kính chào chị nhây trời ơi tôi chưa có chết mấy má kính chào rồi quỳ lại rồi mấy má làm ghê quá mấy má làm thấy ghê vậy đó tim ơi chị có phải like lại trên tiktok không vậy hình như nó bị nhảy khỏi bên này đúng không là giờ chị phải like lại bên này đúng không à ok lên lại đi ok rồi lên lại rồi nó không được nó nói là phải end tại vì đang like vào order the device rồi không được xin lỗi rồi nó bị nhảy xin lỗi hôm nay muốn chơi uh, trải nghiệm hệ thống mới một cái mà xong nó nó ra đi luôn nên thôi <laughs> xin lỗi mọi người Vậy thấy rồi lần đầu được like vân va vân vân chào chúc ngày mới quá trời quá đất lần đầu được xem like chị nhi mừng ok mừng rồi ai nữa ai nói gì nữa em nhớ chị quá tao không nhớ mày ai nữa chị nhi yêu dấu ok gì nữa hello chị trời ơi, chị nhi da đẹp nay đi da đẹp quá trời hả mới bôi giờ, kem dưỡng da vào sáng thôi tại biết là chuẩn bị lên livestream á không like không lên tụi nó lại kêu chị nhây sao da khô vậy cuối cùng cũng được xem like chị nhây chị nhây dễ thương rất thích ngay chị nhây nói chuyện em nhớ cô giáo chào mọi người lần đầu xem like sao nhiều người lần đầu xem like quá vậy vậy là mấy người cũ sáng nay còn bận ngủ đó còn bận chảy ca đó ok không sao mới cũ gì cũng được miễn là có vô coi Nhi tức là đã biết nhây rồi biết nhi rồi thì càng tốt biết nhi rồi thì biết nhi nói chuyện sao rồi thì nó dễ hơn giống như đi hàng hò vậy đó chúng ta đi nhảy đầm và cha 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 vậy đó hiểu không chúng ta hiểu chúng ta hiểu ngôn ngữ của nhau thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau dễ hơn em nghe chị tiktok em em lục hết video trên tiktok của chị luôn vậy hả gọi tên em ai đồ ơi hú hú <laughs> linh tâm mày cùng quá linh tâm <laughs> chết luôn ờ tiktok nó bị an mất cha rồi không biết sao kỳ nữa thôi để mà tìm nó lỗi của chị nhây đó hôm nay chị chị kêu chị muốn thử chị muốn làm bên tiktok để chị đọc comment hiểu không tại vì á, mỗi lần mà chị like như vậy chị không có like tiktok chị đâu đọc comment được chị chỉ đọc được comment của facebook với youtube à mà cái này thì nó cũng phải có qua có lại mọi người hiểu không mình mà không có kiểu có qua có lại á mình mình ngồi mình nói chuyện mình tưởng mình bị khùng á cho nên là mình phải có người chat mấy bạn tưởng mấy bạn chat như không đọc như đọc chỉ là nhiều hồi nó nhanh quá thôi hiểu không mà nói chung là như có đọc rồi chào những cái người mà lần đầu coi nhi những những người mà đã từng không yêu thương nhi sau đó nghe video nhi nhất lỗ tai nhất lỗ mũi nhất lỗ nhĩ đồ gì gì đó xong rồi giờ yêu thương nhi cũng chào luôn được chưa tình yêu nó nó kỳ lắm dạ tình yêu nó, nó kỳ cục lắm kiểu như là mình mà hả mình nhẹ nhàng ngay lúc đầu á có thể là người ta sẽ yêu mình liền được chưa nhưng mà sau đó mình chán nhưng mà cái con nhi này kỳ lắm mỗi lần nghe cái lại nhức cái lỗ tai lắm nhưng mà ngày này tháng nọ giờ nghe cái kiểu dịu dàng em ái miết quen cái xong tự nhiên giọt qua lại coi lại hai ba năm sau tự nhiên thấy của cái bà này hồi xưa mình ghét bà lắm sao giờ tự nhiên bà hợp lý vậy ta tại sao bà hợp lý như vậy cái okay. đó là cái giá của sự bình yên đó được chưa giá của sự bình yên đó là đầu tiên bạn phải bị bạn phải bị uh, người khác nhảy vô trong não bạn để e tụi bé cứ tưởng tượng như là tao là cái đứa cầm cổ một cái con ở trong não của mày kêu e tỉnh lại mày tỉnh lại ngu lâu rồi đó tỉnh 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 hiểu không đó là cái cách yêu thương của nhi giờ cách yêu thương của nhi rất đơn giản à ok em tiktok tự like rồi rồi ừ tình yêu nó, nó 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 phải tình yêu đến với với từ chị nhây nó nó phải có một công thức kỳ cục lắm dạ yeah. có công thức kỳ cục à sáng nay của tao làm sao hả tập thể dục rồi xong tại vì hôm nay chị có ngày nghỉ à quên đầu tiên với khoe khoe tốt nghiệp rồi trời ơi không có fail tờ nào hết tờ nào cũng đậu cảm thấy tự hào bản thân nhưng mà học xong cảm thấy muốn ung thư não quá cho nên là chỉ muốn nói với mọi người là xong rồi học xong rồi dạ yeah. á à, năm rồi đó bài kênh dễ sợ học năm trời ừ học xong rồi cho nên giờ có nhiều thời gian để livestream hơn có nhiều thời gian để lan đây uh, làm cho mấy con bánh bèo bớt bánh bèo lại có thời gian để um, chúng ta tụ họp trên zoom để học hành chung với nhau nói chung là có thời gian hơn rồi đó Được chưa vui chưa vui viết không chú cha học chết cha luôn học muốn banh não luôn trời ơi kinh vãi luôn á thiệt nói thiệt mà Đã học nhất não luôn chị với là cái chị bạn của chị cái chị mà học với chị là uh, cảnh sát hiểu không cái chị, cái, chị nói với chị là em mày học tiếp không ta là ý là học lên cao không cái chị là gì cao tao mệt quá chắc tao phải nghỉ mấy năm rồi tao mới học tiếp cái chị cũng kêu ừ tao đau não à bọn nói ờ ừ, cảm tưởng như hai đứa mình bị ung thư não rồi vậy trời ơi ừ thì tao không từng bánh bèo tao biết thử thách livestream 12 tiếng thằng đi à hôm qua tao có mà hôm qua tao có dạy học mà mấy tiếng là 8, 8 tiếng 8 tiếng trên Zoom vẫn còn giọng theo thời gian nhi đó khá hơn về cái chuyện mà dạy học lâu giờ á mọi người mọi người biết tại sao không được được mấy thầy dạy rồi tập luyện riết rồi giờ dạy 8 tiếng 10 tiếng 12 tiếng nguyên ngày giờ như không là vấn đề nữa giờ không là si nghe gì với ngay nó hết á như lên đô rồi ok như lên đô rồi hồi xưa hai tiếng hồi xưa đa à, hồi xưa coi lại hai tiếng cái là thở hổn hển như heo vậy đó kìa trời mệt quá nói chuyện hai tiếng một hồ mình mình mệt quá giờ nói 8 tiếng vẫn ổn chưa nó không sao Ủa chứ mọi người nghĩ giờ như mới bắt đầu hả như bắt đầu từ sáng sớm rồi nãy trước khi livestream còn ngồi hát cho mấy đứa hậu trường nó nghe mà hát đâu nửa tiếng đồng hồ cho nên nó nghe chứ xa hát xong rồi vô livestream xí nữa sau này là họp liên tục từ giờ cho tới tối tới khuya luôn nhưng không, như không có dừng nói được cái ông trời bên em đã cho cái miệng là nói chuyện chịu được sức bền Hên rồi đó chỉ muốn chỉ muốn khoe là tốt nghiệp rồi được chưa tốt nghiệp rồi xong rồi mừng quá chưa có thấy cái ông chỉ biết là kết quả là đậu hết rồi cho nên là giờ đợi giấy thôi vui từ giờ có thể gọi như là như sinh viên tốt nghiệp chứ như lên như lên không được hát hát lên này là nó tắt luôn cái like đó tại vì nó bản quyền á kệ okay. làm sao để like tham gia zoom để học với mọi người cái đưa nó đừng liên xong tụi bay lại kêu là chứ chị như thấy chưa chị như lại bắt mình đi học không tao đưa đường link thôi đứa nào muốn học vô thì tự đăng ký còn đứa nào không thích thì thôi kệ tụi bay chị đọc comment bên YouTube và Facebook đúng rồi em tại vì cái cái stream dắt nó chỉ cho chị được có hai cái à YouTube với Facebook chị đọc được comment hai cái luôn được chưa Nhưng mà chị không đọc được của chị không đọc được của tiktok với lại của những cái kênh khác cho nên là mọi người ở những cái kênh khác nếu mà mọi người muốn thả comment mà như đọc được thì làm ơn đi qua bên YouTube với lại Facebook để mà như đọc được tại các bạn thả comment bên tiktok nhưng không đọc được bên này nó không có cho miền chị ngay chữ lộn đã lắm luôn á tao đâu có chữ lộn bao giờ đâu mày tao chửi thẳng mà tao đâu có bao giờ chửi lộn tao luôn chửi đúng tao không có chửi lộn được chưa chửi lộn là những người không có não mới chửi lộn tao có não tao chửi phát nào là đúng phát đó làm sao mà chửi lộn được không thể lộn được em không thấy lộn được trời ơi làm gì có dụ như chửi lộn chưa yeah. rồi chúng ta bắt đầu thôi chúng ta bắt đầu thôi câu đầu tiên mọi người thấy như đang nhìn xéo đó là tại vì như đọc comment đó còn như nhìn thẳng là như đang nhìn vào ánh mắt của mọi người đó các tình yêu <laughs> yêu chị lắm hả tao không yêu tụi bay ừ. khó lắm khó để mà yêu thương tụi bay lắm tại vì cái... tao hỏi nè xin lỗi tao muốn bắt đầu câu hỏi nghe mấy đứa mà nó chưa tụi, cho... tụi nó chưa cho tao bắt đầu làm sao để yêu thương tụi bay khi sáng tối cứ vô đây hỏi tao cái chuyện là chị nhi người yêu em bỏ em nè anh đó ảnh ngoại tình nè con bồ em nó ngoại tình nè rồi ba má em không chấp nhận nè rồi vân va vân vân tụi bay hỏi những cái câu mà kiểu như mà tụi em họ tưởng tượng đi ngày nào cũng chừng đó câu à chừng đó câu không có giải quyết cho xong á thì làm sao mà phát triển bản thân rồi đi kiếm tiền rồi kiếm nghề rồi mở doanh nghiệp rồi vân va vân vân không có được chưa không có nữa ừ ngọt ngào được thiệt <laughs> YouTube mà tụi em muốn nét cái tụi em nhấn ở dưới cái khung mà setting á, nó chọn là em muốn chọn ngàn HD hay là cái gì đó một năm gì gì đó. Ok, dạ, yeah nên là kiểu như là không thế nào mà mình 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 điềm đạm được với tụi nó tụi nó cứ vô tụi nó cứ chị ngay sao chị nháy không yêu em chị nháy không dịu dàng quá em tao hỏi mày mỗi sáng này mày thức dậy mỗi sáng mày thức dậy cái câu đầu tiên mày nghe là em ơi anh khổ quá em ơi anh khổ quá em ơi em anh khổ quá em ơi anh muốn ngoại tình anh à. mày hỏi, tao hỏi mày mày vui được không làm sao mày yêu được đúng không tao là vậy đó tại vì tao làm livestream tao làm public figure tao phải chịu đựng cái này tụi bay hỏi có một câu mà một ngàn lần thì tất nhiên tao phải nổi quạo phải không dạ yeah. rồi giá của sự bình yên let's go cho miếng nước trước đã tụi em cứ tưởng tượng em chị vẫn không biết những bạn mà nhà ở lũ lụt đồ á không không học sẽ có dịch hết em yên tâm cái gì tao đem về giờ phải có dịch hết á học tiếng anh hết sau tụi bay hiểu bất cứ cái gì mà chị nhi mời mấy thầy dạy sẽ có phiên dịch cho tụi em đừng có lo rồi tụi em cứ tưởng những cái bạn mà ở lũ lụt hay là thiên tai thì cái này sẽ dễ hiểu hơn còn những cái bạn mà chưa ở những cái vùng đó thì em hãy tưởng tượng như là để cho em có được một cái mùa xuân đẹp được chưa? để cho em có được một cái cảnh bình yên rồi cây khô đâm chồi nãy lọc lại không khí trong lành rồi nắng sớm rồi mát mẻ rồi dạng như là em thích vậy đó được chưa thì cái mà chị muốn cho em biết để có được cái khoảnh khắc đó trước đó mấy tháng đó là cái gì là mưa là bão là giông tố giờ là lũ lụt là chết chóc là càng quét là thiên nhiên dọn dẹp con người chị dùng cái từ thiên nhiên dọn dẹp con người thì nó chính là cái mà chị muốn nói cái giá của sự bình yên tất cả tụi em đều đang trải qua một cái khủng hoảng gì đó trong cuộc đời tất cả tụi em đang bị nhiều thứ ập đến tình cảm gia đình xã hội ba má anh chị em bạn bè chuyển chỗ ở thất nghiệp bị người yêu đá bị ông sếp tự nhiên đuổi việc bị ngoại bị người này người kia phản bội ngoại tình bị bạn bè lừa tiền và không trả tất cả những cái đó chị gọi là vũ trụ dọn dẹp cho em. Vũ trụ dọn dẹp để cho em cái nhà của em được sạch sẽ, nó là bão, nó là lũ, nó là thiên tai, nó đến để giúp cho em dọn đi những cái người cũ để nó qua một cái trang mới cho cuộc đời của em. Nhưng mà hầu hết rất là nhiều người họ bận rộn ở cái khúc lũ lụt này nè. Họ không chấp nhận được là cuộc đời mình đang được tại vì tụi em phải biết khi em nói vũ trụ ơi, ông trời, ông trời ơi cho con giàu ông trời ơi cho con tiền ông trời ơi cho con người yêu tốt ông trời ơi cho con cái người mà tử tế với con chăm sóc con ông trời ơi cho cho con một cái cuộc, đời như con mong muốn thì ông trời ông sẽ không bao giờ vỗ vai bằng nó ok để đó tôi để đó tôi cho mày mà đầu tiên ông nói mày muốn đúng không đầu tiên tôi dọn cái đống rác nhà mày đã rồi tao mới cho mày cái mới được chưa và đó là cái cách vũ trụ dọn dẹp cho bạn đó là cái cách vũ trụ mời người ta ra khỏi cuộc đời của bạn người ta sẽ tạo tạo sóng gió tạo khó khăn tạo bực bội tạo nỗi điên tạo drama, tạo những cái chuyện làm cho bạn phải dọn. Bạn bắt buộc phải dọn nhưng mà đa phần là tụi em bu vô trong cái 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 cơn bão lũ đó cái tụi em đi theo luôn mày bu theo cái ga đó, mày đi, ra, mày đi ra biển luôn ví dụ như vậy. Cái mày bận kẹt ở cái chỗ đó mày không có hiểu là trách nhiệm của em là đứng ở đây để quan sát cái điều đó một cách điềm tĩnh nhất và chấp nhận là mùa xuân sẽ đến. Mùa xuân sẽ đẹp, mùa xuân sẽ có những cái thứ mà mình muốn như mình yêu cầu nhưng trước hết mình phải chịu đựng những cái giai đoạn này một cách tỉnh táo nhất chị dùng tỉnh táo nhất tức là làm sao nếu em mất bạn nếu em mất người yêu nếu em mất chồng nếu em mất vợ nếu em mất anh chị em em mất gia đình mất ở đây là ý chị là không còn hợp nhau nói chuyện không hợp nữa phải phải tách nhau á em phải học cách đứng lên lại để đứng ở cái vị trí đó để chào đón cái người mới được chưa và đó chính là cái giá của sự bình yên tại vì em muốn ví dụ em đang yêu một cái người mà sáng tối cãi lộn em muốn bình yên là với một cái người không có sáng tối cãi lộn nữa thì em phải cho người yêu cũ đi thì người yêu mới mới tới chứ đúng không rồi ví dụ em nói em muốn sự bình yên ở trong công việc em ở một cái nơi sáng tối xếp ăn hiếp em hoặc là bạn làm chung ăn hiếp em đúng không thì làm sao em có được một cái sự bình yên như em mong muốn đó là em muốn làm việc ở một nơi tất cả mọi người yêu thương em tất cả mọi người chăm sóc em tất cả mọi người cho em một cái giá trị gì đó để em cảm thấy em muốn sống tiếp, ghế okay. và cái mà chị muốn quay trở lại tiếp đó là em phải hiểu được cái giá của sự bình yên là đầu tiên nó phải có khi off, khi off tiếng việt là không biết là gì nữa. dạng như là bạn bị đánh nóc ao vậy đó. Dạ. Yeah. bạn bị đánh gục ngã đến mức bạn không còn một cái gì để mà bạn đứng lên nữa. Yeah, và bạn phải chấp nhận ở cái giai đoạn đó nhất là mấy cái con bánh bèo vô đây tao nói thẳng luôn nó vô đây nó nói chị ở đời em nó đi xuống mà nó không có đi lên được nó chắc chắn sẽ đi lên chỉ là em có kiên nhẫn để cho nó đi xuống thêm một chút nữa không tại vì khi nó đi xuống nó xuống biết à nó xuống nó xuống nó xuống mà chị chị hay dùng cái từ là domino domino effect tức là khi em đẩy một cái cục domino những cái cục khác nó sẽ ngã từ cái giây phút nếu như em không đạp, đạp nó nó sẽ không bao giờ ngã tại vì sao tại vì nếu mà em sống bình thường em sẽ không có nhu cầu phát triển tại vì em đang ổn mà tất cả các cục domino của em đều thẳng thớm hết nhưng mà từ giây phút em đã bắt đầu với cái chuyện là à chị em thấy em đau khổ quá em thấy em khổ tâm quá em kiếm một tháng mấy trăm triệu nhưng mà em không có hạnh phúc chị bạn trai em chồng em ngoại tình hoặc là vợ với lại bạn gái em ngoại tình hoặc là ba má em sáng tối cãi lộn nhậu nhẹt rồi đánh lộn nhau rồi anh chị em trong nhà em xích mít dành tài sản rồi những người xung quanh em đi làm, ai cũng kiếm chuyện với em hết. Em kiếm được 100 triệu một tháng nhưng mà bên này em sống như như là một cái cái nhà tù, địa ngục mà nó gọi là vô hình. Được chưa? Thì cái số tiền này em cảm thấy nó vô nghĩa, đó là cái mà chị nói bình yên ở đây đó là có những cái em phải chấp nhận là nó phải có cái chaos nó phải có cái giọn rác như vậy đó. nó bảo lũ bảo lũ luôn cuốn đi rất là nhiều thứ mà được chưa nên chị rất là thích thiên nhiên chị rất là thích thiên nhiên và chị luôn dùng thiên nhiên để dạy cho tụi em bởi vì thiên nhiên là một cái mà nó có trước mình và cái lý do tại sao ông trời ông đẻ ra mọi thứ như vậy chị dùng từ ông trời đi tại người việt nam mình thích kêu ông trời hơn là cho mình nhìn những cái thứ đó và học chị nói ví dụ như chị hồi cái đợt mà chị dắt tim chị lên đèo hải vân á biết không cái xong chị nói với tụi nó là tụi em quan sát thiên nhiên đi tụi em đứng đây tụi em sẽ thấy con người mình là rác rưới và rất là nhỏ bé vì cái sự hùng vĩ của thiên nhiên á nó làm cho em bị ngợp em tưởng tượng một hòn đá ở trên cao đó nó lăn xuống cái tụi bay như kiến với nó à đúng không tại vì cái cái núi nó cao mà mà cái hòn đá có thể bám được trên núi và chị nói nhìn đây nó rất là đẹp đúng không có bao giờ em nghĩ cái hòn đá đó đến một lúc cát đất nó rớt hết nó không còn chịu nổi nó lăn xuống nó đè mình chết không em có tụi nó thôi chị nhi làm giờ em đi đều em sợ không phải chị chỉ muốn phân tích cho em hiểu lý do tại sao em phải trồng rừng lý do tại sao em phải giữ cây tại vì cái rễ cây nó sẽ bám đá và nó bám đất với nhau để cho mình không bao giờ ở trạng thái là bị thiên nhiên giết mình lý do tại sao con người bị thiên nhiên cúng đi những cái thứ đó bởi vì chúng ta chỉ chúng ta chỉ coi trọng những cái điều mà mình cho là con người mình là ích kỷ mình là tham cái gì cũng phải là mình hết cắt cây để làm bàn làm gỗ ví dụ chẳng hạn những cái thứ đó dạ yeah. rồi đó chính là cái giá của sự bình yên rồi mình muốn cái giá của sự bình yên mình đáng bao nhiêu á tốc độ thời gian dạ yeah. càng nhanh chóng em nhận ra là em có một cái thời tuổi trẻ để mà em say lại còn hơn là đợi đến lúc em già em hối tiếc chị thấy cái sợ hãi nhất đó là em già rồi em tiếc tụi em tin tụi em đi hỏi từng những người già xung quanh của em đi ba má em ông bà của em ông bà ông cố ông tuổi nói cho con hỏi là cái gì là ông bà tiếc nhất trong cuộc đời chị khẳng định với em luôn nha 99 trăm mọi người sẽ nói tao biết vậy hồi trẻ tao làm cái này cái kia là giờ đời tao khác rồi cái đó để nói với em cái gì đó là khi cơ hội đến hầu như ai cũng từ chối hết đó cái họ cứ nói là em ông trời cũng không thương em em không có được may mắn như chị tao đã nói rồi tao không có may mắn tao làm chết cha luôn à dạ yeah. làm chết cha chết mẹ <laughs> tụi bay tụi bay không có ở với chị Nhi tụi bay phải biến thành một con micro robot ở xung quanh đây này hai lỗ tai tao cũng được làm camera nhỏ nhỏ ở đây dạ yeah. dạ yeah. rồi đi chứ yeah. đi nhiên nguyên ngày coi chị nhiên chị nhiên ngồi không chơi uống nước có tiền hay là làm giúp cha em <laughs> hỏi nhạy thiệt này tụi bay chát tao tao nghe coi tụi bay nghĩ chị nhiên ngồi không có tiền hay là làm giúp cha trả lời trung thực đi tao có thấy mặt tụi bay đâu mà sợ đừng có lao tao không chửi đâu mà tụi bay cũng quen rồi nói đi nói nghe thử nghĩ nhiên ngồi không uống nước có, có tiền hả hay sao đấy kể nghe coi nói nghe coi làm chết mẹ <laughs> tử ngồi nói là có tiền đau cổ họng lắm chứ bộ Ở nhìn vậy không có mẹ <laughs> làm chị dễ sướng lắm ok 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 tôi thích mấy đứa này nó thích gạo là chị hai nó ok Ừ, biết sao tụi nó tự tin lắm tụi nó ngồi sau lưng nó chát 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 vậy thôi ok chứ còn kiểu như là <laughs> tụi nó chát chát vậy thôi chứ gặp chị nhi tụi nó nín luôn à Ok trời ơi mai ơi chị nhi nói rồi chị nhi mời tất cả các thầy để dạy còn hơn cả mấy này nhiều chị tự tin vậy á tại vì mời tất cả các thầy để dạy hơn như vậy mà cho nên chị không có lo nên tao mới nói là Tất cả những cái gì mà em phải biết là cái chữ giá trị đối với chị quan trọng đó là cái gì? Đến cuối cùng chị muốn biết cái đích của chị là cái gì? Cái đích của chị là chị muốn nâng cao dân trí cho người Việt Nam. Ok? Tham giáp nếu như mà tham giáp tức là cho chị biết là có phải nhờ coi video của chị nhận thức của tụi em tăng lên kiến thức của tụi em tăng lên kỹ năng xã hội giao tiếp của tụi em tăng lên kiến thức về gia đình kiến thức về nghề nghiệp kiến thức về bản thân rất nhiều thứ tụi em tăng lên ok thì cái đích cuối cùng của chị đó là làm sao để cho mọi người nhiều nhất có thể cái này thôi cho nên chị không cần biết là ai muốn cản chị ai muốn dừng cái chuyện chị dạy học chị sẽ không dừng đúng không miễn chị không dừng thì những người thầy tử tế và tốt và có tâm chị đã dạy cho tụi em lực hút rồi đó lực hút lực hút lực hấp dẫn nó rất là đơn giản em thả năng lượng gì ra thì em hút cái đó em thả tiêu cực thì em hút tiêu cực em thả tích cực thì em hút tích cực em thả ra cái giá trị đạo đức nhân văn em cho người ta biết em có cái gì và em sẽ thu hút những người giống như em như vậy nó là một cái điều công thức bình thường được yeah. chưa cho nên là chị thấy rõ là tại vì chính chị chị con không nghĩ những cái người mà chị mời chẳng hạn họ là bậc thầy ở cái ngành họ làm đúng không chị gì mà chị gì cứ chị cứ lung chị cứ lung khiêm tốn là chị nghĩ của mình con việt nam bình thường thôi là ai đâu mà mời những người này ví dụ chị mời thầy phong thủy hay là thầy dạy tướng số hay là thầy dạy cho tụi em về cả uh, horoscope những cái này chị mời hết luôn tức là complete complete là trọn vẹn một cái set trọn gói cho tụi em học tất cả mọi thứ luôn á được chưa đó, đó là cái mà chị nhìn thấy rõ là chị ủa cái này là cái đích của mình mà mình muốn xây trường mình giúp muốn giúp mấy đứa nít mình muốn thay đổi thế hệ trẻ Việt Nam cái nhận thức của mấy bạn để mấy bạn có thể tự mở doanh nghiệp tự đi làm tự yêu đương làm sao để mà xây cái cuộc đời của họ tử tế thì mình chỉ tập trung vô cái đích này thôi được chưa cái giống như chị gì nói đi từ A đến B vậy đó đường nào cũng được hết á dạ yeah. miễn là chị tìm ra đường để mà chị tiếp tục được làm cái chuyện là giúp người thì là chị làm thôi dạ yeah vậy thôi rồi chúng ta bắt đầu đi vô trả lời câu hỏi mọi người chờ như 30 giây như tắt cái quạt tự nhiên bật máy lạnh bật quạt trong giữa lạnh quá rồi nhiều bạn nói với chị chị cho em vài cuốn sách về kỹ năng sống giờ tụi bay lên search chat GPT nó cho mày hết là bao nhiêu cuốn sách nhưng mà chị muốn nói với em nghe nè em có học từ chat GPT hay em có học từ Google hay em có học từ bất cái gì máy móc đi chăng nữa em vẫn cần thầy tại vì thầy mới giải thích cho em đo ni đóng giày cho em được là tại sao nó thích hợp với em những bạn học cá nhân với chị trong Zoom rồi sẽ ở đây sẽ chat cho tụi em biết tại vì mấy bạn hỏi cho chị những cái câu rất là rất là cặn kẽ ví dụ như hôm qua mấy bạn có có bạn vô kể với chị là tại vì nó học chị hồi năm rưỡi trước cái okay, chị không biết nó có đang coi kênh nó giờ nó có rồi nó sẽ ừ nó sẽ nói là ờ ừ, em đó chị là em á cái câu chuyện của em á thì hôm qua nó nói với chị là một năm rưỡi trước nó nói với chị là nó mua nhà ở cái khu đó được chưa xong rồi nó, nó xin chị lời khuyên nó nói chị em không có cho thuê được cái nhà đó em chết cái chị nói nó giống như ung thư vậy mày không cắt cái chỗ đó đi để mày khâu lại mày 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 bù, mày, mày, mày mày không lỗ á mày ôm khư khư cái nhà đó mà nhà trống á mỗi tháng mày đi làm chích cha mày trả là mày mày đi luôn á một năm sau quay trở lại lớp của chị hôm qua nó nói với chị chị em cảm ơn chị em bán nhà đó mấy tháng trước giờ kinh tế khủng hoảng em hên ghê chứ không em nghĩ chắc hồi đó mà em nghe lời chị giờ em treo cổ rồi đó là cái mà chị nói đó có những cái lúc em học trực tiếp với chị chị mới giải quyết vấn đề của em được chị mới cho em lời khuyên thích hợp với cái đôi chân của em với cái vóc dáng của em giống như mày đồ vậy đó đời của mày chỉ còn mình mày có chuyện đó không ai giống nhau trên này chị phải trả lời chung chung chị không thể nào mà trả lời uh, kiểu như là cặn kẽ được tại vì có cặn kẽ cỡ nào đi chăng nữa nó cũng phải có qua có lại không qua lại kiểu là em sẽ hỏi chị một câu chị sẽ trả lời lại em xong chị sẽ hỏi em tiếp sao em sẽ trả lời chị chị hỏi em em trả lời chị chị rồi chị hỏi rồi em hỏi chị chị trả lời em đó tụi em hiểu không nó là một cái conversation nó là một cái cuộc nói chuyện thì chị mới giải quyết cho em được nếu như em không đưa chị kiểu như vậy á là chị không 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 thế nào mà chị chị ngồi đây chỉ có thể trả lời chung chung thôi tại vì cái câu hỏi tụi em hỏi nó cũng sẽ là chung chung tại vì tụi em một là tụi bay sợ bị người khác đánh giá nè dạ rồi xong tụi bay sợ bị người này người kia nói vô nói ra rồi tụi bay sợ uh, mấy đứa nó đọc comment rồi nó vô nó add facebook em rồi xong á nó, nó, nó chửi em này nọ mày yên tâm đi mày yên tâm đi mày chưa có nổi tiếng miễn mày chưa có nổi tiếng như con nhi lê không ai vô chửi mày hết á tụi nó cũng có cuộc đời của tụi nó tụi nó không có rảnh tới vậy mà đi vô kiếm chuyện với mày đâu ai đi vô đây không khổ hết á ai đi vô đây không khổ cũng mặc dày hỏi hết á mà phải hỏi không hỏi làm sao mình khôn dạ yeah. phải hỏi chứ tranh thủ hỏi rồi hỏi rồi còn phải tìm cho đúng thầy để hỏi làm sao đo ni đóng giày cho nó khớp với người mình nữa giống như mày áo dài vậy đó thấy chưa cái tướng cái con cao ơi là cao làm sao bằng với cái tướng lùng như tao được phải không tao lùng cho nên tao mặc đồ kiểu khác mày cao mày mặc kiểu khác ví dụ chị Nhay không bao giờ mà được mặc đầm đẹp như mấy cái con mà maxi đồ này nọ tao mà mặc maxi tao nói mày tao y tao y sĩ của khoai lang vậy đó được chưa Nhi là Nhi chỉ có thể mặc đầm mà ngắn cũng cỡ nhìn cho nó cái, cái chân nó dài ra thằng xí rồi đó là cái mà chị muốn phân tích mỗi gia đình mỗi con người mỗi cuộc đời họ có một cái chuyện khác nhau để họ cần cái sự giúp đỡ của thầy và thầy họ sẽ đo ni đóng giày để thích hợp với cuộc đời của bạn để nhanh nhất có thể bạn đạt được cái điều bạn muốn vậy thôi không có công thức nào để là nhi lê hết á nhi lê là nhi lê thôi được chưa nhi sẽ đưa cho mọi người cái principle khi các bạn đi học và được tiếp xúc với mấy thầy các bạn sẽ được cái như gọi là principle tức là họ cho các bạn nền tảng gốc tại vì cái gì nó cũng phải có một cái nền tảng gốc ví dụ như như nó bạn xây một cái cầu bạn xây một cái nhà có phải bạn cần cái móng không? cái móng đó đến từ đâu? cái móng đó đến từ xi măng, từ sắt thép, từ đất, đá, sỏi, xi măng. Ok nhưng những thứ đó mà như đưa cho bạn mà bạn không có học cái cách để mà lắp ráp ráp nó nó cũng đâu có thành cái móng cái nhà được. Tất cả các bạn chỉ đi tìm cái kiểu là sơn tường nhà nội thất cho đẹp này nọ, các bạn không có chịu xây cái móng ở bên trong vì cái phần đó là cái phần xấu xí nhất nhưng nó cũng là cái phần quan trọng nhất cái nhà không phải là sơn đẹp chừng nào hay là lắp ráp nó ở ngoài đẹp chừng nào nó không phải lego nó phải được xây và để xây nó phải cần nền tảng vững chắc và đó là lý do tại sao như nói kiến thức đúng nó phải như vậy đó phải xây như cái xây cái móng của cái nhà vậy đó được yeah. chưa nếu không là không được ok ổn rồi xong trả lời câu hỏi tiếp rồi, thế nào là sự dịu dàng vậy chị tự nhiên tôi thấy câu này tôi nhột nhột nên tôi nhấn lên luôn tại chị nghe không dịu dàng nên chị không trả lời được với em chị chỉ dịu dàng với lại bạn trai chị thôi khi mà cần thiết thôi khi tao muốn cái gì của nó là tao mới lợi dụng là tao mới lại anh ơi mua đồ ăn nha em đói bụng ví dụ vậy bây dạ, giờ tao chỉ dịu dàng đúng cái khúc một là tao đói hai là tao cần nó nhờ vả một cái gì đó mỗi lần tao như vậy là nó nói trời ơi, em dễ thương quá anh ước gì ngày nào em cũng dễ thương như vậy là tao đổ giọng lại gì liền tao kêu anh chắc không nó nói không không anh thích về hơn <laughs> nó nói vậy thôi chứ nó không có thích chị dịu dàng cả ngày đâu nó xạo đó nó chỉ nó chỉ muốn chị dịu dàng chút xíu vậy thôi nhưng nó không cần nhiều đâu đối với chị á đàn phụ nữ á giờ yeah, chị không thích tiểu dịu dàng mà chị thích cái từ gợi cảm hơn tại vì nếu như em thông minh và em tinh tế em sẽ có một cái sự gợi cảm khéo léo trong cái chuyện là để cho đàn ông cảm thấy em hấp hấp dẫn chị không tin vô chuyện phụ nữ phải là ở cửa dưới ở thế yếu hơn để cho đàn ông họ 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 làm hết tất cả mọi thứ đối với chị một người phụ nữ thông minh là một người phụ nữ gợi cảm để cho họ biết là họ có thể làm được nhưng họ cho đàn ông cơ hội để làm điều đó ví dụ tao đâu có phải là tao không mở được cái cái lon nước đâu nhưng mà đó chính là để ý đến cái sự gợi cảm và tinh tế đó là mình biết là à ngay lúc này nếu không có đàn ông hả tao leo lên tường tao leo lên nhà tao lấy đồ tao lấy ly tại tao lùng mà mà thế kia tao có bạn trai tao mặc dù nó ở trong buồng tắm nữa các anh ơi anh ra lấy gì mà em có ly hỏi muốn rượu ví dụ vậy đó chính là chị cái gì gọi là em thông minh và em gợi cảm thì nó sẽ trở thành một người phụ nữ cúng hút với đàn ông chứ không phải là dịu dàng theo kiểu là bánh bèo không làm được cái gì hết Tụi bay có tin là tao đẩy tài rất là nặng chưa bồ tao đứng cái bên tao thấy tao đẩy tạ mà nó muốn chết luôn mà nó trời ơi em ơi trăm mấy chục ký em kinh vậy <laughs> em yeah. dạ chị đẩy tạ rất là nặng dạ yeah. vậy thì chị theo cái tư duy cũ chị không được gọi là dịu dàng tại vì nghe có vẻ như bạo lực chị như đẩy tạ nặng rồi chị nghe ghê quá không phải nhưng mà chị đi ra đường mà xách ba lô túi sách rồi chị đưa cho bạn trai chị cầm à tao đẩy tạ nặng đâu phải để tao cầm đồ đâu đó là về cái chuyện sức khỏe thôi nhưng mà khi mình đủ tinh tế rồi biết đâu phải là tao không khiên nổi ba lô với nó là ví dụ như tao không có tao không có trai đi con tao phía trước cái ba lô phía sau tao khiên phát một mà được chưa phụ nữ ai cũng có thể làm được nhiều thứ hết nhưng mà họ chọn lùi lại để nhường cho đàn ông chăm sóc và yêu thương họ đó chính là cái chị nói vẻ đẹp ở trong tâm trí và gợi cảm đừng có học về dịu dàng nữa dịu dàng làm cái gì dịu dàng là vô dụng tao thấy mấy con dịu dàng quá tao không có Chị, chị xin lỗi mấy con bánh bèo của chị dạ yeah. đừng buồn tại vì cái đó là cái kiểu của tụi em chạy vậy rồi dịu dàng không em sẽ có cái em sẽ có cái kiểu đàn ông khác ân em ví dụ như kiểu hùng hục như chị mà là đàn ông chẳng hạn họ sẽ ân mày đó được yeah. chưa họ sẽ cảm thấy được chăm sóc yêu thương mày họ thích lắm nhưng mà một cái con như tao thì phải ở với một người đàn ông kiểu khác dạ yeah. khác nhau tôi nói cho 37 phút rồi chị ơi Ý, ý tụi bay làm sao ý tụi bay là 37 phút rồi trả lời nhanh nhanh lên hả tao đang trả lời mà chỗ miếng nước rồi đừng gợi cảm như chị ngay gợi cảm như chị ngay là ngày nào cũng phải đẩy tạ với anh trung á ra chưa yeah. gợi cảm như chị ngay là ngày nào cũng phải đi phòng gym rồi đẩy tạ rồi này nọ đó <laughs> à ý là qua câu mới trời đất ơi qua câu mới luôn đi chị mấy con này chắc là nó ở trong tim tim gì tôi gọi là tim tay tim quên cha nó có tim Tha, tham cốt hả chắc là tim tham cốt đó chị em đang viết tham cốt chị em đang biết tâm cốt chị dừng ngay khúc này cho em đi 39 giây thì đúng 39 giây đi bà nội còn 39 giây 10, 10 10 39 phút 10 giây nữa bà mấy con tham cốt nó đang ngồi chửi đó tao biết chứ chị tôi làm tôi ngồi tôi canh điếc lỗi đít lắm bà bà làm nhanh nhanh lên đi Tụi nó kiểu vậy đó phải không nó chị nháy chị nháy thích du lịch khám phá hay du lịch thưởng thụ xin lỗi vì đã hỏi ngồi lễ đấu ngồi lê đâu em chị chị chị, chị có sẵn sàng trả lời đối với chị du lịch là cả hai nhưng mà nó theo kiểu kết hợp vậy nè chị có một cái, cái 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 chị gọi là ô xô gọi là cái linh hồn già chị đi du lịch thì giống như mấy ông bà già vậy đó chị thích được trải nghiệm như một cái người địa phương đó là cái của chị chị không có thích đi tới cái khu mà đông người gọi là là, là đông khách du lịch rồi xong em chụp hình em đăng em post facebook chị không phải là như vậy chị là một người chị thích đi đến những cái chỗ mà khách du lịch không đi bởi vì chị muốn học và hiểu cái chỗ đó là tại sao họ có thể kiếm tiền được tại sao họ có thể sống được tại sao cái văn hóa ở đây họ có thể tồn tại được tức là chị đi du lịch chị thường hay chọn đi với những người mà đã ở đó rồi tức là họ sống ở đó sinh ra lớn lên ở đó và họ ăn uống làm sao? Ví dụ như chị vừa rồi chị đi Úc như vậy chị không có đến một cái chỗ nào mà của khách du lịch hết đó, đó. Chị đi ăn ở những cái chỗ mà người người Úc ăn rồi họ sinh hoạt rồi họ đi chơi rồi họ nghe nhạc rồi họ tiếp xúc. Chị 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 thích những cái như vậy. Ok. Và không phải là hưởng thụ mà đối với chị là bình yên nhiều hơn. Chị đi du lịch chị không thích ở những nơi ồn ào, chị không thích ở cái chỗ mà náo nhiệt ví dụ như người ta đi về người ta ở quận nhất chẳng hạn, chị không thích kiểu như vậy. Chị sẽ chọn một cái khách sạn hay là một cái chỗ resort gì đó sang nhưng mà xa thành phố cũng được. Nhưng mà chị thích ở như vậy, private kín đáo rồi yên tĩnh rồi không có ồn ào và với thiên nhiên. Đó là cái gu của chị. Chị kết hợp cả hai và chị rất là thích học mỗi lần chị đi du lịch chị sẽ hỏi rất là nhiều câu hỏi của những người địa phương ủa tại sao mày lại ăn món này món này đến từ đâu rồi xuất xứ của nó rồi cái cách người ta làm rồi là tại sao người dân địa đi... phương chị ăn nó giống như chuyện là tụi bay ở thành phố thì tụi bay sẽ ăn nhà hàng chẳng hạn thì tao không thích tao thích về quê tao ăn cơm với mắm tao muốn hiểu tại sao người ta ăn cơm với mắm ví dụ như vậy thì đó là cái cách du lịch của chị mọi ai tụi em mỗi đứa sẽ có một kiểu du lịch khác nhau và thêm nữa giờ du lịch đó, nó hết nó không giống hồi xưa nữa nó không còn đóng dấu nữa cho nên giờ em đi nước nào em nhẫn bắt bo em cũng không biết em đi rồi chị đi du lịch chị cũng không bao giờ thích chụp hình quay phim dạo này tao làm youtube đồ tao mới làm cho tụi bay một cái video vậy thôi chứ tao thề luôn, hồi xứ giờ tao đi du lịch tao không thích quay phim chụp hình gì hết đó. chị thích ở trong cái khoảnh khắc đó và hưởng thụ cái không khí đó cái không gian đó và những cái thứ đó chị không chị không phải là một người mà gọi là thích quay video chụp hình nhiều cho lắm nên, mấy đứa em tim như lê chửi chị miết rồi đó kêu chị nha em không có video để làm cho chị chị làm ơn chị xiên quay video cho em đây là cái kiểu như là gọi là xiên nhất của tao rồi đó tại chị không có thích cái 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 bị làm phiền của cái hưởng thụ của chị chị một chị là một người rất là present present tức là chị rất là ở cái thầy hiện tại đó chị sẽ tất cả khoảnh khắc mô mình hoa lá cây cối thiên nhiên chị muốn được ở đó trọn vẹn để chiêm nghiệm nó qua cái cặp mắt của chị. Tại vì đây là cái thứ duy nhất nó sẽ theo chị cả đời. Memory, ký ức, trải nghiệm. Những cái này nó sẽ luôn ở bên trong chị. Và đó là cái điều chị, chị, chị muốn. Chị không muốn quay phim, chụp hình, đăng để làm gì hết á. Được chưa? Rồi. Rồi. Cái kế tiếp tụi bay lâu lâu tụi bay thấy tao đăng là tại vì tim nhi lê nó chát tao đó, nó nói chị kênh của chị sắp chết rồi đó chị có thể nào chị đăng chụp một cái hình gì đó chị đăng lên cho tụi em không để cho người ta vô người ta nhấn like nhấn share người ta coi chứ kênh gì mà nó khô khan là tao mới đăng cái hình lên thôi chứ tao thiệt mày tao không có nhu cầu luôn á mà tụi bay kỳ lắm ngày này tụi bay kéo ghé sát vô khúc này tao phải tao phải nói với tụi bay tao phải nướng tụi bay tao đăng cái hình tao đi tập thể dục tao có 45 mươi like tao đăng cái hình tao với bồ tao mà tao che cái mặt thằng bồ tao chưa tới 30 phút 900 mấy like tao coi cái gì kỳ vậy mấy cái bài việt nam vô duyên drama tức là phải có gì scandal là Ui, chị nhi cuối cùng cũng đã có người yêu rồi nhấn like nhấn like nhấn like chị nhi tập thể dục hả à? kệ cha vậy nhi trời đất ơi đăng hình mà đăng hình chị Nhi là tụi nó không bao giờ like được chưa? Nhưng u uh, đăng hình chị Nhi đi với trai trời ơi chị Nhi đến cuối cùng cũng đã có trai rồi người đàn ông may mắn nào đây hay là người đàn ông bất hạnh nào đây không biết tụi bay giải thích cho tao nghe đi tại sao vậy tại sao tụi bay kỳ thị hình của tao đơn thân à đúng là tao mà đăng hình với bồ tao mà nó không che mặt triệu like tao cũng nghĩ vậy đó ok Yeah, à, tao cũng nghĩ vậy đó tại vì á tụi nó rất là kỳ tụi nó sáng tối các em thương chị Nhi vậy? vậy chứ tao đăng hình tao khoe hôm nay tao mới đi tập thể dục về 45 mươi like trời buồn vậy đó nha yeah. buồn vậy đó mày biết tại sao tụi nó cười ha 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 ha, ha không tại vì tụi nó ý chị nhi biết rõ em quá tất nhiên rồi nó cái con quỷ mấy cái con quỷ trời đất ơi tụi bay cảm thấy là tụi bay làm cho public figure như tao á, làm youtube không còn motivate nữa tại vì tao cảm thấy như tao bị tao bị lợi dụng đăng hình với với eva đăng hình với trai đồ tụi bay like túi bụi tao đăng hình một mình tụi bay kia chị nhi chị cũ quá rồi chị cũ kỹ lắm rồi chị biết không chị làm youtube mấy năm rồi em đủ với chị rồi em muốn coi người khác chị có thể nào kéo thêm một vài người xung quanh chị bỏ lên trên kênh của chị cho nó vui hơn không Tại em không muốn nhìn thấy chị nữa, em mệt chị rồi, em nghe giọng chị em nhức, em điếc, em điếc cái lỗ đít rồi, em đủ rồi chị. vào phải, phải không? Tụi bay tưởng tao không biết tụi bay à, tao đi tao đi rút trong bụng tụi bay. Ờ. Ờ thế, tụi nói thích vậy á. <laughs> học với chị Nhi bình thường học với thầy à, được học với tỷ phú đúng rồi tụi bay ạ Ừ thiệt nói thương chị mà sáng tối chị ơi mở cái chị kiếm anh IT nào gỡ cái mặt con Moji ra dùm em đi chị có anh IT nào tháo giùm cái mặt con Moji ra dùm em không muốn chết luôn à <laughs> chị cua nó không, nó phải chị cua nó. Chị bật đèn xanh xong nó cua chị. À sao nó cua được chị hả? Dễ lắm em. Mặc giày thôi. Công thức để ở được với Nhi rất đơn giản. Một là bạn phải mặc giày. Bạn phải ok về sự nổi tiếng và sự thành công của Nhi. Và bạn phải chấp nhận là công Nhi nói thẳng. Ba cái này không chấp nhận được. Đa phần đàn ông chấp nhận được. Được chưa? Bạn trai chị rất đơn giản. Một là ảnh anh không anh anh có cái sức hút và anh có cái tự tin riêng anh không có vì cái sự nổi tiếng hay là và, và khi anh biết chị anh cũng không biết chị nổi tiếng anh cũng không biết chị là là ai là cái gì hết nguyên tắc của chị như vậy như nói rồi mà khi gì như quen người mới chị như không bao giờ nói với họ chị làm nghề gì chị ở đâu chị cái gì hết đó chị chỉ có chị chỉ nói chuyện về đối với chị cái sự hấp dẫn nhất là hai cá thể nói chuyện với nhau về chính họ trước và chính họ ở đây là không phải có bạn bè gia đình công việc gì vô hết đó dạ yeah. đó rồi sau khi người ta biết người ta không có bị ảnh hưởng vào cái đó đó là cái mà chị và mỗi lần mà chị thẳng thắn và ảnh ảnh không có cảm thấy tự ái đàn ông hay bị tự ái thấy con gái giỏi hơn mình tự ái lắm ảnh không có thấy tự ái chị nói ví dụ như thậm chí đi tập thể dục chẳng hạn mà chị sửa cho ảnh có những cái động tác chị sợ ảnh bị chấn thương lưng á chị sẽ sửa cho ảnh gì nó ơi đừng có tập kiểu ảnh bị trật đĩa đó tại hồi xưa em cũng bị trật đĩa chẳng hạn như vậy đàn ông khác là nó sẽ ừ, tại sao con bồ mình nó ảnh không ảnh cùng nói là cảm ơn em rồi xong chị về chị cũng hỏi gì rồi anh có cảm thấy bị buồn khi em sửa như vậy không tại vì em không biết nó có ảnh hưởng cái anh hay anh có không trời ơi, anh tự hào thế mẹ cái em cái chị hỏi tự hào gì anh cái, mình em nhìn đi trong phòng gym thằng nào cũng muốn quốc em hết đó Nhưng mà cuối cùng em quốc anh mà được nào em cũng đi về nhà với anh chỉ có em với anh yêu thương nhau nói chuyện nhau trong phòng tập thôi có cái đắp gì đâu mấy đứa kia là dế đó là cái mà gì nói đàn ông với có cái sức hút và cái sự tự tin của họ họ biết được là đây là cái người phụ nữ của tôi bà ở với tôi bà ngủ với tôi bà quốc tôi bà đâu quốc mấy người ok nó muốn chỉnh sửa gì tôi không sao nó chỉnh cho tôi tốt mà dạ yeah. ở ừ, mặt dài thì mấy con xe ghi sẽ hiểu khúc này xe ghi nó dài lắm mặt nó dài tới độ mà mà chị rất là thẳng tụi em nghĩ tụi em nói chuyện dài chị nói chuyện với bạn trai chị hiền hơn à không có chị nói thiệt chị nói y thì vậy chị không khác gì hết á dạ yeah. thiệt má chị chị quạt vô mặt họ chị, chị, không phải quạt vô mặt nhưng mà chị rất là thẳng ví dụ như chị chị cảm thấy là anh thay vì thời gian anh ngồi anh làm cái này em nghĩ anh làm cái này tốt hơn em không muốn khuyên anh em cũng không bắt anh làm em chỉ nói là đối với em một người đàn ông gợi cảm là một người đàn ông sẽ làm những cái này tất nhiên là nói theo kiểu bánh bèo hừng xíu bây giờ anh em thấy gì nè rồi xong thả đó rồi đi chỗ khác cái đó gọi là plan the shit nếu như người đàn ông đó yêu bạn họ sẽ nâng cấp lên để họ cùng cái đẳng cấp với bạn, yeah, No ừ thiệt má cũng còn cũng có một con xe ghi ở nhà rồi thêm một con xe ghi, như nghĩ cái mà nhi, uh, uh, tại vì hai đứa cũng quen nhau từ hồi tháng 3 đến giờ là bao lâu rồi cũng một thời gian rồi, nhiên nghĩ cái mà nhi tôn trọng ảnh nhiều nhất đó là một người đàn ông có thể bỏ cái tôi của mình ngoài cửa để mà đến và yêu thương một đứa con không phải là con của mình một cách trọn vẹn và chân thành đến mức mà nhi rất là bất ngờ nhớ thì nhi rất là bất ngờ luôn tại vì nghĩ eva cũng rất là may mắn khi mà có ảnh đến và và yêu thương nó như thể là con ruột vậy như hô tao cũng nghĩ là hai đứa nó không, phải ba con nhau nữa tại vì hai đứa nó hiểu nhau hơn là tao hiểu con tao nữa tại vì xe ghi với xe ghi nó biết nói chuyện nhau lắm tại nó nó hiểu nhau á nó hiểu cái não cá vàng của nhau rồi nó hiểu cái lề mè của nhau rồi nó hiểu cái đảng trí của nhau rồi nó hiểu cái lôi thôi của nhau rồi nó cũng hiểu cái giỡn của nhau nữa ví dụ một đứa quăng giỡn vô cái đứa giỡn còn lại giỡn 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 nó xây cái giỡn lên cái hai đứa nó nó giỡn với nhau vậy tao không hiểu nó giỡn cái gì luôn tao không thấy vui nữa hai đứa nó vui với nhau vậy đó thì uh, chị nghĩ đó là cái mà chị tôn trọng anh rất là nhiều đó là anh anh có thể làm được cái điều mà chị nghĩ là nó rất là khó chị nghĩ yêu một người như chị thì rất là dễ nhưng mà chấp nhận nhiều thứ của chị để mà uh, say nó cùng với chị, chị nghĩ cái đó là cái chị rất là tôn trọng ảnh vì đàn ông rất là khó em ok ở ừ, thiệt thiệt luôn á huê ngài má tao thề mày luôn á tao ra rìa lâu tao ra rìa mấy tháng này rồi đó Thuyệt. thiệt luôn mà sẽ ghi là sẽ ghi tirus em nhân mã dạ yeah. thiệt ừ. mà khó lắm để khó để kiếm được đàn ông như vậy để mà họ họ tôn trọng mình họ hiểu và họ biết được mình họ biết được cái mà mình cần để mà lắp vô thằng huế nó hay kêu là điền vô chỗ trống đó thì giờ họ điền vô cái chỗ mà mình có nghĩa là có thì tốt không có thì không sao hết chị ổn với cái chuyện là chị không có đàn ông xung quanh chị nhưng mà chị nghĩ đó là cái gọi là không gọi là tích đức đó hiểu chưa mình em mày ăn nữa có đức là ông trời sẽ cho mày cái người đúng như mày mong ước giờ dạ. vậy thôi rồi câu hỏi cái tiếp minh ngọc làm sao để biết lòng tốt của mình bị lợi dụng vậy chị em học chị lâu nên cũng biết mình phải cho đi nhưng đôi lúc em bị lợi dụng em cảm thấy tiếc về điều đó em biết chị có nhiều trải nghiệm mong chị chia sẻ mãi yêu chị cái chuyện mà đau lòng vì bị lợi dụng nó là cái chuyện bình thường em ơi nhất là những người thích cho á như chị á hay là những người mà thích cho giống như chị á tụi em bị cái đó hoài à tức là mình cho xong rồi mình đau khổ tại mình cảm thấy như là tại sao người ta vô ơn vậy thì đó là cái mà cái câu mà chị hay lặp đi lặp lại đối với tụi em đó là cái giây phút em quyết định cho em phải đủ tỉnh táo để biết là em sẵn sàng mất sẵn sàng mất tức là sao ví dụ em cho người ta mượn 10.000 đô cái em nói tao cho mày mượn để mày học để mày xây lại cuộc đời để mày lo cái chuyện gia đình của mày vân 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 trong đầu em đã phải có câu trả lời là nếu như người ta không trả luôn á em có ổn với điều đó không tại vì chị nói cho, chị chia sẻ với bạn mà mấy bạn không có, có hiểu là chị không có ngu trai nhưng mà chị rất ngu gái tao lặp lại nghe tao không ngu trai nhưng mà tao rất ngu gái nhất là cái hồi mà tao mới giàu và tao mới có tiền á tao cứ làm được bao nhiêu tiền là tao đi giúp mấy cái bà xung quanh tao à mấy cái bà mà tới than khóc em ơi chồng chị nó ăn hiếp chị em ơi chị có tới bốn đứa con rồi giờ chị cũng chị cũng giống như em hoàn cảnh đó rồi chị cần giúp đỡ chị giúp hết chị cho họ tiền học nghề chị cho họ tiền để trang trả chị cho họ tài chính rồi chị còn kiếm đường cho họ để họ xây lại cuộc đời của họ khi mà bị thằng mấy thằng chồng không ra gì không có chăm sóc yêu thương họ chẳng hạn và cái giá chị nhận lại là cái gì là họ lười biếng là họ ở ngay cái cái vạch cũ đó và họ chỉ họ chỉ coi chị như là một cái thằng chồng khác của họ nhưng mà ở phiên bản phụ nữ thôi và dần theo thời gian nó nó, nó làm cho mình nhiều vết cứa để mình nhận ra một bài học là mấy cái con mẹ này phải bỏ tiền tự học hoặc là đời nó tác vô trong mặt thì họ mới khôn ra cho nên tụi em thấy nói chị nhi sao nhiều hồi em thấy chị nhi khô á chị nhi không có giống như chị nhi muốn giúp người khác tao giúp mà tao cho miễn phí nếu một người thật sự mà nghèo không có tiền luôn coi hết 2.000 video của chị thì bảo đảm cuộc đời của họ cũng sẽ khá là một chút không thế nào mà không được hết á nhưng mà có những thứ chị biết chị không bao giờ để expectation nữa tại vì expectation tức là cái tiêu chuẩn và cái chuẩn mực của chị mong muốn khi giúp một ai đó. đó là à mình giúp mà mình muốn cho người ta thay đổi. Không. Thay đổi là cái sự chọn lựa của họ, không bao giờ từ mình hết á. Tại vì chị nhớ đến cái thời điểm mà hồi xưa chị khổ, chị nghèo rồi chị phải đâm vô những cái hoàn cảnh như vậy và chị biết ơn những người giúp chị cái thời điểm đó. Đó là lý do tại sao chị muốn đi giúp lại thôi. Được chưa? Nhưng cũng bởi vì những cái đó nó làm cho mình bị sai lầm biết à mình thương người ta mình cho tiền mình giúp xong rồi người ta lại quay ngược lại với mấy thằng chồng vô dụng đó hoặc là lại nghe lời mấy cái thằng không có ra gì đó hoặc là họ quay lại những cái cái thói quen cũ cái lối sống cũ hay là họ sống nạn nhân tiếp hay là họ họ chỉ mượn con họ để làm cái bức bình phong để tiếp tục yếu đuối và ngụy biện cho cái sự lười biếng với vô dụng của họ chẳng hạn đó chính là cái mà như trải qua rất là nhiều để chỉ nói cho các bạn là nhưng không nhi, nhi khuyến khích các bạn nên đi giúp người nhi khuyến khích các bạn nên chăm sóc lại những người xung quanh của mình nhưng mà hãy làm điều đó một cách tỉnh táo và nhận thức nhất và quan trọng nhất đó là bạn sẵn sàng mất những cái bạn cho như lặp lại sẵn sàng mất những cái bạn cho đi một khi bạn đã cho đừng bao giờ mong người ta trả ơn lại một khi bạn đã cho đừng mong người ta sẽ biết điều và biết ơn về điều đó một khi bạn đã cho là bởi vì bạn chọn bởi vì nhi đã làm những cái video cũ như nó các bạn rồi con người là vô ơn ok con người là ích kỷ con người là quay trở lại với cái bản chất thú tính của họ và họ sẽ ngay lập tức quên mẹ nó đi là nên 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 như nó bạn mà không giúp người ta sẽ nói bạn là cái con khốn nạn giàu có tiền mà không giúp bạn mà giúp sau đó cuộc đời họ không lên hoặc là bạn dừng cái sự giúp đỡ bạn dừng cái sự giúp đỡ người ta sẽ nói à mày đi tới cái khúc này xong rồi mày thả tao như vậy giờ tao bơ vơ lỗi tại mày từ đầu mày đừng có giúp tao luôn cả hai đường bạn đều bị quạt vô mặt hết và đến bây giờ như học được bài học đó là như sẽ dừng sự giúp đỡ khi mà như thấy được là người ta không tiến bộ người ta không có nhu cầu vươn lên người ta lặp đi lặp lại và người ta ngụy biện và người ta đổ lỗi và người ta đúng theo cái kiểu mà duy dùng từ là tất cả mọi thứ ngoài kia đều có lỗi trừ tôi ra yeah và là một người thích đi giúp người và là một người thích đi giúp đỡ và là một người thích làm chuyện bao đồng và tào lao và rất nhiều kinh nghiệm đau khổ về chuyện đó Chứ sẽ cho các bạn biết để nhi ngày hôm nay mạnh mẽ và cứng rắn như vậy và rõ ràng như vậy là bởi vì nhi mất rất nhiều tiền rồi nhi mất rất nhiều tiền để giúp người rồi Dạ, yeah. mất nhi mất nhiều đến độ mà nhiều hồi á nhi ngồi lại nhiều hồi nhi ngồi như đi bộ trong rừng chẳng hạn không phải là như coi tiền như lá mía đâu mấy bạn Nhi làm việc rất cực khổ để có được ngày hôm nay Nhi lặp lại, như làm việc rất cực khổ Ngoài cái đầu thông minh của mình ra Mình còn kỹ năng và mình phải làm việc cực khổ chăm chỉ Nhi không phải là một đứa mà vung tiền hoang Và làm, đi, đi giúp người để mà thể hiện Khi mà Nhi giúp thật sự là bởi vì hoàn cảnh của họ Cho Nhi thấy bên trong họ Cái ngọn lửa đó Nó còn lên được một cái đút Nhi phải giúp cái ngọn lửa đó thành cái đút đó là cái trách nhiệm của một người như nhì thích đem những cái thứ rác rưới ra và sửa nó lại trở thành một cái tươi đẹp và như lung tinh tìm tìm ẩn bên sau mỗi con người tất cả mọi người đều có tiềm năng đều có khả năng và đều có kỹ năng để thay đổi mình và giúp mình trở thành một cái phiên bản tốt hơn đó là lý do tại sao như không dừng đi giúp người nhưng cái giá của phải trả cho cái sự chọn lựa đó như như nói á đó là bạn phải nạp đủ kiến thức để tỉnh táo để hiểu được ngôn ngữ mà người ta đang dùng đối với bạn. Họ đang lợi dụng bạn, họ đang dùng sự yếu đuối của họ, họ đang dùng cái mặt nạ của họ, họ đang dùng con cái, họ, họ đang dùng hoàn cảnh của họ để đưa bạn vô cái tình thế làm cho bạn cảm thấy như bạn mắc nợ họ. Dạ. Yeah. Và nếu như vậy, bạn phải đủ tỉnh táo để đứng lên bước đi và nói, tôi đủ với bạn là tôi xong với bạn rồi tôi không còn một cái ấy nấy ngại ngùng gì với cái cuộc đời của bạn thậm chí cái này đúng với cả gia đình luôn ba má anh chị em những người làm chung chưa yeah. tôi nói rồi mà người hàng xóm mày qua xin chanh mày bữa đầu mày còn cười ngày thứ hai mày còn cười ngày thứ ba mày cười nguyên tháng xin chanh là tao nói thiệt là trước nhà mày mày dán cái tờ đề nghị không xin chanh nữa luôn đúng chưa vậy thôi nếu người ta không muốn thay đổi người ta không muốn nâng cấp Em phải là người không có expectation và em phải chọn dừng và bước đi. Hương, chị Nhi có thể giải thích với em về chữ vô thường trong đạo Phật không? Em ơi em lên chùa hỏi làm vậy <laughs> tự nhiên mày vô đây mày hỏi câu về tâm linh làm câu về Phật pháp đồ làm sao tao biết mày? Tùng Lê, anh chào Nhi như cho anh hỏi điều này có khi nào em có cả sức khỏe thời gian và tiền bạc cùng lúc không với anh nhìn lại thì khi nào anh cũng phải đánh đổi ít nhất một trong ba thứ này trong cuộc sống anh muốn nghe chia sẻ của em về điều này cảm ơn em câu này rất là hay cảm ơn anh tùng lê em đâu em đang có cả ba thứ ok em đang có cả ba thứ anh và đó là một trong những cái như nói bạn như tốn tiền tỷ để như học ngày hôm nay như cho lại mấy bạn miễn phí cũng như là như mời người ta dạy cho mấy bạn Điều đúng là bởi vì như vậy ba thứ này bạn có thể làm được như lặp lại ba thứ này bạn có thể làm được với một điều kiện đó là ngay từ bây giờ bạn phải loại bỏ cái suy nghĩ tầm thường là bạn chỉ đi kiếm tiền thôi giờ yeah. như lặp lại bạn phải loại bỏ cái suy nghĩ tầm thường đó như tập thể dục buổi sáng sau đó như vận hành doanh nghiệp và song song với cái điều đó như có thời gian cho con của nhì thậm chí có thời gian cho người yêu của nhì tất cả đều là sự chọn lựa của bạn dạ yeah. cái mà như muốn tất cả mọi người bắt đầu làm đó là hãy ngồi xuống và bắt đầu viết cái lịch trình của mình mỗi ngày 7 ngày trong một tuần nó là như thế nào như có thể nói thẳng với các bạn lịch của nhây luôn năm rưỡi sáng thức dậy đi ra đánh răng rửa mặt tắm pha cà phê được chưa là hết 30 phút của nhi để chuẩn bị bước ra khỏi nhà như đem theo đồ gym của nhi đồ vỏ của nhi được chưa như tiễn con như xuống xe buýt xong như bắt đầu đi vô phòng gym 9 giờ sáng khi tất cả mọi người vừa mới thức dậy thì nhi đã xong những cái chuyện như phải làm để cho sức khỏe của nhi rồi rồi 9 giờ tới lại 3 giờ chiều đó là cái thời gian mà một là như đi view nhà hai là như đi với đối tác khách hàng rồi là chăm sóc công ty hai quốc gia vân vân chưa rồi từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều là thời gian có như về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút tại vì con như giờ đó nó cũng ở nhà như sẽ chơi chơi với con một chút hoặc nói chuyện hoặc tâm sự với con một chút nếu như thời gian đó mà con như đi học võ thì như sẽ dùng thời gian này livestream hoặc là làm podcast hoặc là làm những cái video khác cho các bạn Được chưa rồi chiều tối trở đi Nhi sẽ dành thời gian để mà ngày có có những ngày như dành thời gian để livestream với các bạn các bạn biết rồi có những ngày thì Nhi sẽ đi ra đây gặp gỡ bạn bè của nhi hoặc là bây giờ như các bạn trai thì hai đứa ngồi lại học tại vì hai đứa cùng đang học online nhiều thứ khác một cái này như thích đó là quen cái người mà ham học giống như mình đó. nó vui lắm buổi tối đó hai đứa hẹn hò ngồi bật nến đằng cày lên rồi mở nhạc du dương hai đứa ngồi học vậy thôi rồi ăn snack ăn đậu ăn này nọ rồi tám rưỡi 9 giờ nếu như không có livestream gì đi ngủ bạn phải vẽ ra cái lịch trình của bạn một ngày đối với bạn mà bạn muốn sống ở cái cuộc đời giàu có và hạnh phúc nó giống như thế nào đó là cái lịch của nhay dạ yeah. đó là cái lịch của Nhi cái lịch của bạn là gì tại vì rất là nhiều người nói chị nhay em rất là muốn sống giàu có và thịnh vượng nhưng mà bạn không biết được cái cuộc sống giàu có thịnh vượng của bạn một ngày nó như thế nào nếu như bạn không biết một ngày nó như thế nào thì ông trời ông cho bạn đi tùm lum tà lai vậy đó giờ cho đến khi bạn viết và bạn phải viết cái lịch đó như thế là bạn đang sống trong cái lịch đó luôn giờ yeah. và cuối tuần sau thứ sáu tuần sau thứ bảy tuần sau chủ nhật sau bạn phải viết hết ra có những ngày thứ bảy chủ nhật như như nhi viết ra luôn mà như biết như phải đi làm như phải đi view nhà như phải đi coi nhiều cái căn mới ví dụ như vậy thì bạn bạn trai như chở nhi với con gái như đi chung hai cha con nó chơi ở đâu đó chơi rồi xong như vô như view nhà xong ra lại đi tiếp đó và phải ổn với cái điều đó phải ổn với chuyện con mình nó đi chung với mình làm việc với mình phải ổn với chuyện là cái người mà yêu thương mình ở với mình họ phải không có nhăn nhó em đi làm cuối tuần em phải nhà không nó quen một con làm bà chủ thì nó phải chịu thôi con mà làm bà chủ không bao giờ ở nhà không hết á đó. đã là bà chủ thì cả đời đi làm không có ngày nghỉ được chưa rồi cái mà em quay trở lại với anh sức khỏe là cái không trả giá mỗi sáng thức dậy anh phải bắt buộc bản thân mình tập anh phải tạo được một thời gian cố định trong ngày để chăm sóc sức khỏe của anh thời gian cho người yêu thương của anh anh có thể tạo được anh có thể tạo được chắc chắn luôn thay vì đi nhậu nhạc đi gặp bạn bè đi này nọ cắt bớt cái đó lại chờ yeah để dành thời gian cho con mình để dạy cho con mình những cái kiến thức tử tế như vậy để nó lớn lên nó làm người nó xây dựng cuộc đời của nó dành thời gian cho vợ phụ vợ một chút hai đứa cùng rửa chén hai đứa cùng nấu ăn hai đứa cùng tâm sự hai đứa cùng đốt nến với nhau ngồi nói chuyện thủ thủy tạo một góc trong nhà thiệt là ấm cúng để hai đứa có thể hẹn hò và không nhất thiết phải đi ra đường chẳng hạn dạ yeah. tất cả những cái điều này có thể làm được em không tin là anh phải mất một thứ ra khỏi để mà được những thứ còn lại tại vì em làm được rồi cho nên em mới khẳng định với mọi người là làm được dạ yeah. vậy thôi và như thường lệ cách để làm được cái này là cái gì đừng liên nhấn vô học mấy thầy đi đó tôi đem hết mấy ông thầy trên thế giới về cho mấy người đó học đi em mở với những người đàn ông như vậy rồi nha anh em nhớ em còn nhớ là lúc mà lần đầu tiên nhi dắt bạn trai của như đi gặp thầy á, tại vì ảnh là một cái thế giới hoàn toàn khác với cái thế giới của nhi, hai đứa là hai thế giới khác nhau. Giống như matrix lần đầu tiên người đàn ông này được enter vô thế giới matrix vậy đó. Thì nhi còn nhớ là cái chặng đường mà hai đứa lái xe đi về á, ảnh có nói với nhi một câu, ảnh nói là cả cuộc đời của anh á anh chưa bao giờ được gặp người giàu nào mà khiêm tốn và bình thường và giản dị như mấy thầy của em cảm ơn em đã cho anh cơ hội được mở mắt và đó là cái lúc như biết được là rất là nhiều đàn ông ngoài kia họ bị sai lầm về cái chuyện là bạn không thế nào nam tính rồi lịch lãm rồi kiếm được tiền mà vẫn có sức khỏe và giàu có các bạn không tin vô cái điều đó tại vì các bạn chưa bao giờ được may mắn như dùng từ là may mắn luôn tại vì để may mắn lắm mới gặp được những cái người đàn ông như vậy những cái bậc thầy như vậy để dạy cho bạn về cái sự mạnh mẽ cũng như cái sức hút của họ để cho bạn thấy được là làm được tại nó hiếm lắm tại vì những cái người này á họ không có chọn lên youtube như nhây như đó nói rồi họ không chọn lên youtube như ép thôi như ép thì rất lớn làm thôi chứ ổng đâu có nhu cầu đâu và như cũng ép nhiều ông khác nữa nhưng còn ép nhiều ông khác sẽ vô zoom để dạy các bạn nữa tại vì sao tại vì như rất là tiếc tại vì cứ có những cái những người thầy với va với vẫn lên đây dạy mà trong khi những người mà đúng như gọi từ là đúng họ xứng đáng để tiếp tục được duy trì và phát triển và cũng bị rớt internet ông trời ông trời ổng 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 ờ, bị đơ rồi xin lỗi xin lỗi bị rớt internet rớt internet thấy chưa lỗi kỹ thuật quá mà lỗi kỹ thuật thiệt luôn á rồi cái mà chị chỉ muốn nói lặp lại đó là tụi em muốn được học những điều tử tế và muốn trở thành những người tử tế hoặc là muốn biết là trên đời này có thật sự là bạn có thể làm được nhiều thứ như vậy chung một hay không thì câu trả lời của như là có bạn chọn hay là bạn không chọn có nếu như bạn chọn có bạn phải học tôi lặp lại tôi không học dùm cho mấy bà mấy má được đừng có kiết nữa kiết ăn vô trong người rồi có được cái gì mấy người không bao giờ kiết bằng kim ngưu đâu tôi nói cho mấy người nghe kéo ghế sát vô tới khúc này tôi phải tôi phải quạo wow. mấy người nghĩ mấy người với kim ngưu ai kiết hơn tôi khẳng định với mấy người tôi kiết hơn mấy người nhiều hồi xưa tôi kiết lắm tôi kiết tại vì tôi nghèo tôi bần tôi hàng tôi ngu tôi dốt nên tôi kiết ăn không có rồi, ăn lấy gì không kiết đến giờ còn ăn cơm với dưa cải đến giờ còn ăn cơm với mắm hỏi tụi nó có, có cái đầm mặt hoài không bao giờ kiểu tăng tiếng lên mà mà tôi kể tôi nói rồi đó đồ tôi đô hiệu đô này nọ nó không phải là nhu cầu của nhi không biết sao kỳ nó không có cái gu đó ông trời khéo đã sáng nay mới giỡn tụi nó luôn ông trời khéo đã có ngày nghỉ tưởng đâu muốn đi chơi xài tiền chơi xong cuối cùng thôi đi lên livestream đi đi giúp người đi nhi nó xong tụi nó cười tụi nó ca ai biểu ai biểu chị biết chi cho nhiều chi cho chị khổ tụi nó còn chọc lại tao như vậy nữa chứ và cái gì nó các bạn chứ không học dùm các bạn được nhi gì có thiệt mời người ta dạy còn cái chuyện học là mấy người phải học chuyện làm là mấy người phải làm tôi không làm gì mấy người được mấy người coi hai ngàn cái video vì hôm qua tôi tôi hỏi cái, cái thằng thằng học của tôi cũng vậy tôi hỏi em ơi em coi video chị nhiều em rút ra được gì không hay là em coi hết rồi vậy em biết hết chưa nó nói chị nghiêm thề chị luôn em coi chị bốn năm rồi em coi, coi đi coi lại coi biết mấy cái video cũ coi lại giờ nó còn thấm theo kiểu khác chị nó kỳ kinh nó video chị kỳ cục học hoài không hết trời ơi tại sao mấy người cứ lì vậy tại sao mấy người cứ đợi cho cái kiểu như là cất mà nó trào ở dưới cái ống cống nó trào nó xịt đầy nhà nó thúi quắt rồi mới bắt đầu đi bịch cống hả kiết để làm cái gì hả nhà đã thúi thấm lắm rồi được chưa cái dây vô khúc này giờ tự nhiên nói tới khúc này bị quạo tiếp quạo dễ sợ luôn á như dạo này như quạo không biết có rớt nữa không nếu rớt nữa tao nói cho tụi bay nghe chị đã nói về ai những video khác mà chị tiếp tục lặp đi lặp lại cho tụi bay. em biết là ai nó đang take over nó tụi bay sắp thất nghiệp hết rồi trời ơi tụi bay đừng có lì nữa tao nói thiệt tụi bay thất thất nghiệp rồi em không thấy hả giờ hồi xưa em đi em mua đồ ăn em đi làm sao em tự lấy xe máy em chạy ra em mua giờ mày bấm một cái nút hai ba ngàn có cái anh shipper giao tới nhà mày rồi ok đó là gọi là gì công nghệ take over rồi đó mày đâu cần phải lấy chân mày đi nữa đâu hồi xưa mày hẹn hò mày còn phải lên tinder xong đi ra rồi đi uống cà phê cà pháo không giờ mày lên mày xoạc cái phải xong mày nhấn cái nút gọi mày nói chuyện với người ta rồi mày tâm sự rồi mày đâu có còn đi ra ngoài và gặp trực tiếp nữa hồi xưa mày đi nhà hàng còn có người bưng ra bàn cho mày rồi chăm rồi dọn tụi bay đi hải đi lao chưa tụi bay đi mấy cái nhà hàng cao cấp chưa cái con robot nó đây đi thẳng ra đưa cái dĩa đồ ăn trước mặt mày bỏ ra thôi không làm gì hết không đi nữa cái máy của donald tao cũng kể cho tụi bay rồi tụi bay vô nhấn 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 cà thẻ giờ yeah, starbuck cũng vậy. vậy tất cả tên gì ở một cái đất nước mà rất khác với tụi em ở singapore những cái này giờ thì mày đi ra đường nhưng mà mày cầm tiền mặt á người ta tưởng mày bị khùng á tại ở đâu nó cũng táp hết á mày cầm tiền mặt con nó còn không muốn thối tiền cho mày nữa mà nhìn mày theo kiểu gì vậy bà đi qua chỗ khác tại vì họ muốn nhanh cho nên họ sẽ dùng công nghệ họ muốn nhanh cho nên họ phải dùng tất cả mọi thứ để tiện cho họ họ chỉ muốn em ra đường cầm một cái điện thoại để giải quyết hết tất cả vấn đề trong một cái điện thoại tụi bé em biết các con ai nó nó xịn tới độ mà nó có thể bắt chước giọng nói của tụi em nó có thể bắt chước khuôn mặt của em nó có thể xạo là em để mà nó ví dụ như à, chị nói ví dụ bắt cóc đi chẳng hạn ok nó có thể bắt cóc con mày xong có thằng mà biết xài ai còn mày không biết xài á nó nhắn cái điện thoại cho con ai nói chuyện nó chát còn con ai sẽ nói là à, mẹ ơi con này nè mẹ ơi mày chuyển liền với chú này tiền đi chứ không là con bị bắt đó mẹ nó có thể copy cái giọng mày tới cỡ đó luôn rồi mày nghe là mày tưởng giọng con mày thiệt rồi mày làm cái gì mày chuyển tiền liền đúng không tất cả những cái đó nó đến từ cái gì từ dốt tụi em mà không học là tụi em sẽ ra đi được chưa nên tao mới kêu đi học đi không những học về mình học về về tất cả những cái gì gọi là package là vậy đó nó trọn gói những cái thứ mà nó tạo nên sự thành công của những người khác mà người ta đã làm từ rất lâu rồi còn mình ngồi đó mình đợi mình ngó mình coi kênh bà nhi mình ngồi mình ăn không à ăn bánh tráng trộn ăn đồ gì đó ngồi coi video nghe cho vui nghe tiếu lâm nghe tầm phào vậy thôi không có nhu cầu làm và nhiên làm video này không phải cho một một một, một, một triệu dân làm Okay. Như biết trong triệu dân đó chỉ cần một hai người take action là như mừng rồi tại như biết làm nó khó lắm chuyện học là cái chuyện khó tới bà nội à tôi không có học cho mấy người được tôi lặp lại tôi không học cho mấy người được ra tôi không nuôi mấy người được tôi không có muốn nuôi mấy người tôi nuôi mấy đứa con nít mà nó đẻ ra nó không có sữa có tả thôi chứ mấy người có chân cẳng có đầu óc mấy người thông minh hết mấy người tự học đi tự học tự làm cho cuộc đời mình đi được cho tôi chỉ nuôi những cái người mà tôi gọi là một già neo đơn hai là trẻ nhỏ chưa có sức để mà tự chống chọi với cuộc đời hai cái loại người đó là tôi sẽ chăm thôi ghé okay. còn cái loại ở giữa mà gọi là có não có cái có cơ thể khỏe mạnh trẻ trung cường tráng này nọ cái loại ở giữa đó tôi không có nuôi mấy người tôi chỉ dạy cho mấy người thôi giờ yeah, có mấy người làm hay không đó là chuyện của mấy người Dạ, yeah, rồi nói rồi đó đi học mấy ông đi mấy ông thầy đi hồi không dạy thì kêu sao chị nhi không giúp tụi em mời về dạy thì à, ổng mèo, mẹo cái không có tiền học cái không có tiền học do đã học video miễn phí miễn phí không đủ cái gì không đủ làm sao chỉ vừa với mấy người không có gì vừa với mấy người hết á ai sáng tối cũng chị Nhi muốn làm gì Nhi tụi bay làm gì có muốn làm tao tụi bay chỉ muốn hưởng cái mà tao có thôi được chưa chứ tụi bay đâu có muốn làm tao làm tao cực ít cha à làm <laughs> tao cực chết cha em hay nghe clip của chị lúc rảnh khi được cảm giác như não đang được phủi không biết nhau bao nhiêu bụi như cái quan sát mọi người gặp vấn đề tương tự để từng nghe chị nói hoặc vấn đề tương tự mấy câu hỏi của bạn em thấy nó thấm đúng kiểu được khai sáng ừ bỏ tiền ra đâu đít mới chịu hành động có biết chứ rồi câu hỏi cái tiếp đâu rồi Minh Khoa sau khi cùng ngồi xem livestream của chị Thì vợ chồng em quyết định chia tay Trời đất cái gì vậy má Má, má tôi vô tao đọc câu hỏi Tụi phải làm tao hết hồn vậy Nhưng vấn đề chung của tụi em là chưa biết cách để nói với con Để bé hiểu và tránh được những khủng hoảng cho bé Tụi em rất cảm ơn livestream của chị Bé nhà em học lớp 3 à, Trời 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 Cái gì vậy trời Tụi bay cho tao 3 giây để tao định thần <laughs> mọi người sẽ kêu chị nhi nghe tin vậy chị, chị nhi chị nên nên vui hay nên buồn chị không biết nữa từ cho tao ba giây đó tao định thần tức là hai tụi bay coi livestream tao xong là tụi bay quyết định bỏ nhau hả lần sau tức là hai đứa cùng đồng ý bỏ nhau hả ok cái khúc này tại không biết có người đó có đang coi video của chị không khi hỏi cái câu này Cái chị chị biết cái giá chị phải trả khi mà chị làm video đó là nó sẽ có hai mặt yeah. một là người ta ở lại yêu thương nhau hơn và hai là người ta nhận ra không dành cho nhau nữa để người ta move on move on tức là họ dừng lại để sống cái cuộc đời của mỗi người một cách tôn trọng nhau nhất chị chỉ nghe cái câu hỏi của em chỉ biết hai đứa để trải qua cái gì để quyết định là dần với nhau nhưng mà nếu như đó là cái điều hai tụi em nghĩ là tốt cho cả hai thì uh, cái bước kế tiếp này là cái cá nhân của chị uh, khi mình chị đã được học nhiều như vậy để giải quyết vấn đề đó là tụi em không cần phải nói với con tại một trong những cái sai lầm của cha mẹ đó là họ nói với con để con họ đồng ý coi là có cho họ ly dị hay không có đó là của chị là con em em đặt đâu nó ngồi đó à nó là con mày thiệt miễn là nó còn ăn tiền của mày nó xài tiền mày nó ở nhà mày thì nó là con mày nhưng cái sự tôn trọng của hai đứa dành cho con nó sẽ bắt đầu từ như vậy nè em sẽ chỉ nói với con là ba mẹ quyết định là không có tiếp tục cái hành trình làm vợ chồng với nhau nữa nhưng mà ba mẹ sẽ tiếp tục làm ba mẹ của con cho nên đừng lo lắng cái chuyện ba mẹ dừng làm vợ chồng không có liên quan gì đến chuyện ba mẹ làm cha mẹ với con Tôi em thấy hai cái này khác nhau giờ rồi sau khi em nói với con em câu đó có em rất chưa hiểu liền nó sẽ phản kháng nó sẽ chống đối nó sẽ kiếm chuyện nó sẽ quậy nó sẽ phá nó sẽ chơi cái trò ghiêu ghiêu tức là con không có thương ba nữa tại sao ba làm vậy con không thương mẹ nữa tại sao mẹ làm vậy tại sao eva nó cũng từng làm vậy với nhau chứ không phải không nó đến cái tuổi mà nó nó bắt đầu nó nhận thức nó muốn làm khó dễ mà nó nói, mẹ mẹ ở với ba đi tại sao mẹ ly dị tại sao ba với mẹ lại gì con con ghét mẹ con ghét ba tại sao hai người lại không ở với nhau nó có cái tuổi khủng hoảng đó chứ không phải không khi nó bắt đầu nhận thức con nít là nó khôn mà thì cái tuổi lớp 3 là nó bắt đầu hiểu rồi thì cái câu của nhi đó là thời gian là cái cách để chữa lành rất là nhiều cái 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 vết thương đó nhưng mà trong cái thời gian để chữa lành cái vết thương là ba mẹ mình không cùng ở một nhà đó hãy cho con bạn thấy là mỗi lần con bạn ở với bạn nó được trọn vẹn một trăm phần trăm sự hạnh phúc vui vẻ và chăm sóc từ bạn nói về cái người cũ một cách tôn trọng nhất ok nói về một người cũ một cách lịch sự nhất và nói về người cũ một cách biết ơn nhất tức là mẹ cảm ơn bởi vì ba đã ở trong cái hành trình cuộc đời này của mẹ nhưng mà đến cái lúc dừng chúng ta phải dừng lại và mẹ chỉ muốn hỏi con là con có hạnh phúc mỗi lần con qua ở với mẹ vài ngày rồi hôm qua với ba em sẽ có trọn vẹn hơn ví dụ con có một trăm phần trăm thời gian của mẹ rồi rồi ba cũng vậy có một trăm phần trăm thời gian với con và ba cũng vậy em phải mạnh mẽ em nói ba xin lỗi bởi vì ba làm con thất vọng ở trong cái chuyện tình cảm của bà nhưng mà cái mối quan hệ của ba với con không thay đổi con là đứa con gái của ba từ giờ cho đến khi chết điều đó sẽ không bao giờ thay đổi nhưng mà ba thà làm cái người đàn ông ở bên cạnh con nhìn con lớn lên chăm sóc con yêu thương con nhưng phải là một người đàn ông hạnh phúc tức là ba phải có niềm vui ba phải thấy được là cái lý do để ba về nhà ba phải chăm sóc bản thân của mình ba phải chăm sóc công việc của mình và quan trọng nhất là ba biết là ba không bao giờ hết thương con hết ví dụ như vậy thì đây là cái cách tụi em phải bắt đầu giao tiếp với con em một cách tích cực nhất và em phải ổn khi con em chống đối em tức là nó chống đối em chỉ cho nó sự im lặng thôi em chỉ nói là mẹ hiểu nó không có dễ dàng gì với con hết nhưng mà chúng ta phải mù vòn tức là chúng ta phải tiến lên thôi okay. mẹ không có bắt con là phải quên đi cái điều đó mẹ không có bắt con là phải chấp nhận cái điều đó mẹ chỉ muốn nói đây là cái cuộc sống hiện tại mà mẹ chọn và ba chọn và xin lỗi bởi vì con đang ở trong cái tình huống đó cho nên con phải sống với ba mẹ như vậy nhưng mà ba mẹ làm hết mọi thứ có thể để cho con mỗi lần con ở bên trái hay bên phải con đều có cái điều mà con muốn nó không phải là sự hư nó sẽ lợi dụng cái đó để nó nó, nó quậy phá nó kiếm tiền rồi nó đánh lộn rồi này nọ nó ngụy biện cái đó nó bởi vì ông bà như vậy cho nên ông bà không có quyền dạy tôi chẳng hạn không điều đó không cái chuyện ba mẹ không yêu nhau không liên quan gì đến chuyện tao là má mẹ hết á Mày lì thì tao chửi, mày ngu thì tao phải dạy. Cái chuyện mối quan hệ này nè, không liên quan gì đến cái này, đừng có lôi vô. Tại vì con bạn sẽ chơi cái bài mà như gọi là guilt, guilt tức là nó làm cho bạn cảm thấy cảm thấy như là bạn là người có lỗi vậy á, hiểu không? Dạ, để cho bạn bị kiểu như khó chịu á, kiểu như bạn rồi bạn im rồi bạn giấu ém đi rồi bạn cảm thấy nhục nhã rồi bạn cảm thấy cái điều mình làm là tội lỗi á thì hãy nhớ là bạn phải đủ cứng rắn để mà bảo vệ cái sự chọn lựa của mình cả hai luôn nhưng mà cũng đủ tử tế để mà nói về người cũ và cái bước kế tiếp đó là cho con nhiều hơn tình yêu thương cho tình yêu thương chứ không phải của cải vật chất hay là xử hư nó hay là làm cho nó thành một cái đứa gọi là uh, nó cứ nó nó có thể dùng cái câu là ba mẹ vậy nó không có quyền dạy con là hai người không có dạy hai người vẫn phải nghiêm khắc với nó kêu cái cơ sở nào mà nói tao không được dạy mày ví dụ vậy ủa mọi người cứ còn coi không vậy nhưng không thấy một cái comment nào nữa có phải tôi bị rớt mạng nữa không vậy mấy người alo rớt mạng tiếp hả trời không thấy ai chat hết rớt mạng hả Thấy trời ơi nó ngồi nó nghe ngấu nghiến mà tôi tưởng đâu rớt mạng không thấy một cái comment nào luôn mà cái ủa đi đâu hết rồi cái cái ủa nãy giờ tao nói mình không ai nghe hả bay nữa chứ <laughs> trời ơi <laughs> hết hồn à cái ủa nãy giờ cái ủa tao đang nói chuyện mình hả tao tao nói chuyện mình hả tao sao ta không có một cái comment nào chạy luôn tao cái ủa còn like không vậy ủa rất mạng nữa hả sao ủa ủa cái gì vậy Nghe chăm chú, nghe dạ, xin lỗi, Nhi xin lỗi mọi người à. Xin lỗi, xin lỗi, tôi tưởng mấy người rớt, xin lỗi, trời ơi Xin lỗi, xin lỗi, không, lỗi của Nhi, lỗi của Nhi Ờ không, tại tưởng, tưởng, tôi tưởng là tôi bị rớt mấy người cho nên tôi kêu Ủa, mình có bị khùng không, mình ngồi mình nói, nãy giờ mình nói nói quá trời quá đất nói 15 phút không thấy ai comment gì hết tích cha rồi hình như rất mạng tiếp rồi <laughs> cho nên là tôi mới hỏi thôi rồi rồi đó là cái cách mà nhi hướng dẫn cho bạn để bạn có thể giao tiếp cho con bạn một cách gọi là chuẩn chạc nhất và cái mà hai nhi hay dùng đó là cái guilt của cha mẹ cái guilt tức là cái mà mình mình vì mình có con á cho nên mình cảm thấy mình 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 cái gánh nặng về có con á nó làm cho mình con mình nó nói cái câu đó là mình ứa nước mắt à mình khóc à như nhớ cứ, cứ mỗi lần nghe như vậy như khóc biết à tại mình cảm thấy mình có phải cái mình sẽ đau đau tức là mình hoài nghi cái nghi ngờ cái sự lựa chọn của mình lúc đó đó là mình ly dị lúc đó con mình quá nhỏ nó chưa có sự chọn lựa nó dựa đến cái sự chọn lựa của mình đúng không thì bây giờ khi con mình nó bắt đầu nó lớn nó đặt những cái câu hỏi đó nó nhận thức rồi á cái guilt tức là cái tội lỗi nó nó sẽ trồi lên vậy như nó thẳng với bạn luôn á Nhi không bao giờ nghĩ đến chuyện ly dị là một sự chọn lựa nhớ là trong cái cuộc hôn nhân đầu của nhi nhi chưa bao giờ nghĩ đến ly dị là một sự chọn lựa chưa bao giờ và đó là một trong những cái rất rất là khó rất là khó để mà một nhất là người mẹ nữa các bạn phải biết làm mẹ nữa mình bản chất tự nhiên mình đẻ ra là mình muốn cho con mình có cả cha cả mẹ nhất là người vùi Việt Nam mình nữa Việt Nam mình mấy bà phụ nữ thương con lắm, Dạ. Yeah. cho nên để mà đưa ra cái quyết định đó và chị chỉ biết cả hai đứa sẽ rất là khó và chị nói cái hành trình kế tiếp của hai đứa em hành trình kế tiếp của hai vợ chồng em á nó là cái chặng đường của sự hy sinh cá nhân để lo cho cái tâm hồn của đứa trẻ này không đồng nghĩa với việc là em sẽ dạy nó hư hỏng hay không đồng nghĩa với việc là bởi vì em mang cái tội lỗi đó rồi em chăm con em dạy dỗ con em một cái tội lỗi em phải dạy cho con em hiểu là ba mẹ không hoàn hảo ba mẹ không được học về yêu ba mẹ cũng không được học về kết hôn ba mẹ cũng không được học là làm thế nào để có một cái cuộc hạnh phúc gia đình ba mẹ cũng tự tìm tòi tự mò mẫm tự đến với nhau rồi nhận ra là chúng ta không còn đi một cái chung con đường nữa và ba mẹ thà là dừng cái đó để cho con và ba mẹ không có bị có nghĩa là con phải hiểu là nó có hai sự chọn lựa khi ba mẹ đưa ra cái điều đó và đây là cái mà ví dụ như anh bạn trai như hay hỏi như vậy trời ơi, em nói chuyện con em toàn ngôn ngữ người lớn không vậy con em có hiểu không và câu trả lời của nhi luôn luôn là như không nói để cho con như hiểu tại vì các bạn phải biết não bộ con nít nó là vậy nè Điều chưa bạn lặp đi lặp lại mỗi ngày nó sẽ tạo thành một cái thứ như gọi là in subconscious tỉnh thức tạo ra tiềm thức tỉnh thức tạo ra tiềm thức cái mà như tạo cho con nhi không phải là hiểu cái mà như tạo ra cho con nhi đó là cái tiềm thức mà một ngày nào đó nó ra đường nó đập đầu vô tường nó nhớ à hồi đó mẹ mình dạy mình câu này rồi mình không nhớ hồi đó mấy tuổi mình không nhớ lúc đó mình đang làm gì mình cũng nhớ lúc đó mình mình với mẹ mình nói cái chuyện gì nữa nhưng mà mình nhớ mẹ mình nói cái câu này và cái câu này giờ nó làm cho mình cảm thấy nhẹ đi và mình sẽ nghe theo cái điều đó để mình làm tại vì con nít 7 tuổi là cái cơ hội duy nhất từ 7 tuổi trở xuống là cơ hội duy nhất để cho bạn có thể bắt đầu nạp những cái thông tin tích cực hay là dạy cho con bạn tự đứng lên hay vân vân giờ yeah và cái hành trình kế tiếp của hai vợ chồng em chị nói thẳng phải học để mà giao tiếp với con để mà giao tiếp với nhau để làm cha làm mẹ để mà dạy con em chị gọi là emotional intelligence để dạy cho con em cái cảm xúc để mà nó có thể tự đứng vững trên đôi chân của nó và sống với một cái cuộc đời là ổn khi mà ba mẹ không ở cùng nhau nhưng mà ba vẫn làm ba và mẹ vẫn làm mẹ, chưa yeah và em cũng phải thấy may mắn đó là hai đứa em cùng đồng ý với nhau ly hôn một cách gọi là gọi là, 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 là gọi là cùng đồng ý với nhau là một trong những cái khó nhất tại vì đa phần những cái người á mà họ ly dị á là một trong hai người không có đồng ý rồi giờ là gọi là bất gọi là gọi là bất đồng suy nghĩ tư tưởng với nhau á giờ thì đó là một trong những cái cũng khó như ví dụ nhi với lại chồng cũ như là không không giao tiếp được trong cái thời điểm đó luôn tới độ là chỉ giao tiếp qua luật sư thôi đó nó còn nguy hại hơn nữa giờ nhưng mà bạn hai bạn đồng ý nói chuyện với nhau đó đã là cái đầu tiên rồi hai người phải cùng thống nhất với nhau ở đây là cái như lập đi là hai người phải cùng thống nhất với nhau đó là nếu như bạn không đồng ý cho con bạn mua cái đồng hồ đó thì chồng cũ hay là vợ cũ của bạn sắp tới cũng phải như vậy nếu như bạn không đồng ý cho con bạn sử dụng cái ngôn ngữ đó hay ăn uống kiểu đó cả hai cũng phải đồng ý như vậy để làm gì để cho con bạn thấy được là không có một ai mà con có thể chơi cái bài mà gọi là bài guilt tức là cái bài mà cảm thấy tội lỗi á mày không chơi được với ai đó mày qua ba ba mày cũng nói như vậy má má mày cũng nói như vậy là mày sẽ dần dần mày lớn lên mày theo kiểu là à mình biết là nó là cái điều mà gọi là nó nó gọi là bất hạnh vậy đó nhưng mà nó không hồng nghĩa với việc là mình chết chưa yeah. bất hạnh hay là làm sai hay là mắc sai lầm hay là vân va vân vân là cái tất cả mọi người đều phải trải qua hết nhưng mà bạn dạy cho con bạn nhưng mà cái đó nó rất là hay mỗi lần mà như dạy cho con như là mày biết là con con cảm thấy là mày biết nó rất là khó cho con khi mà con đi ra đường và con bắt đầu so sánh con với người khác và con hỏi là tại sao tất cả các hội thể thao luôn chỉ có mẹ rồi đi đâu cũng chỉ có mẹ mua đồ ăn cũng chỉ có mẹ đi chơi cũng chỉ có mẹ chăm con cũng chỉ có mẹ và con ao ước có một người ba mẹ mẹ thấu hiểu mẹ biết mà dù mẹ có cho con nhiều đi chừng nào đi chăng nữa mẹ cũng không cho con được một người ba nhưng mà nếu như con thật sự, okay nếu như con thật sự tin vào cái chuyện là con ổn nếu như đi ra đường mà con có nhiều người cha khác ví dụ như con như nó nhìn thấy mỗi lần và như hay lặp lại cái câu đó với con như đến giờ luôn như nói mẹ cũng không có ba mẹ chăm sóc yêu thương mẹ nhưng mà con có nhớ con gặp thầy này không con có nhớ con gặp bạn này của mẹ là đối tác làm ăn của mẹ không con có nhớ con gặp thầy dạy võ của con và vân va vân va vân vân và con như nói dạ con nhớ cái điều đó nó làm cho con nghĩ gì về cái chuyện là một ai đó đã ra trên đời này và họ không có cha mẹ rồi cô nghĩ sao về những cái bạn trong trại trẻ mồ côi khi họ không có cả cha cả mẹ thì con như nó sẽ tự bắt đầu suy nghĩ cái sự đồng cảm cái sự yêu thương bên trong nó, nó sẽ trỗi lên và nó sẽ nói dạ như vậy cũng không sao lắm con cũng vừa con cũng quen rồi con không sao con mà cần thì con chơi với người này người kia là 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 đàn ông thôi thì bây giờ cho nên như nghĩ là khi con như nó cũng sẵn sàng đó các bạn cho nên khi mà bạn trai của nhi bây giờ đến con như nó cũng nó, nó kiểu bình thường lắm dở cao thằng này là ba nhiều hồ nó còn dở nó cao ờ uh, như, như dịch cho các bạn nghe thôi tên của bạn trai như là joy đó hả nó nói, joy cưới mẹ đi cho rồi nhanh lên đi cái xong rồi như hỏi nó tại sao con biểu joy cưới mẹ vậy kêu mẹ joy rất là đẹp trai được chưa đi đâu cũng trả tiền cho con với mẹ hết đúng kiểu đàn ông mà mẹ dạy con đó là phải rất là gà lằng được chưa mở cửa xe cho con với mẹ giữ thang máy cho con với mẹ khiêng đồ cho con với mẹ rồi biết chơi với con mà còn vui tính nữa mà rất là chăm sóc mẹ nữa, cưới đi, con biểu con biểu vô cưới mẹ đi cho rồi, tranh thủ đi, con như 7 tuổi mà nó đã nói chuyện kiểu như vậy đó, là nhiều hồi như nhìn mặt ảnh như kiểu là anh ơi em thề, như nhìn theo kiểu anh em thề em không hề biểu con em nói câu đó luôn, nhiều hồi hai đứa ở riêng em, hai đứa mà riêng không có Eva là anh nói, anh biết em không có bày con em cái đó đừng có lo, anh biết em không bao giờ bày, ra yeah. Eva nó đi tìm tìm chồng cho tao luôn mày ơi cái con quỷ nhỏ đó, nó nó chị nói thiệt của em nha nhiều hồi Eva nói chuyện chị bịt miệng nó không kịp là có thiệt á nhiều hồi ta đang ăn lẩu á mày nó nói mấy cái câu với lại vui mà tao nghĩ như là tao muốn phun lẩu ra khỏi miệng thôi cái trời ơi cái con quỷ cái này mày có thể nào mày bớt giống tao quá không đừng có thẳng thừng như vậy đàn ông bỏ đi hết bây giờ ngồi nói kêu vui nếu như mà mày quyết định làm làm cưới mẹ tao á thì mày làm ba tao đúng không ờ, nếu như vậy là mày là step đúng không step tức là cha dượng đúng không nhưng mà nếu như tao không thích kêu mày cha dượng lỡ bạn tao hỏi thì tao nói mày là cha tao luôn được không trời ơi trời đất ơi cái con quỷ <laughs> trời thiệt mày nào con thấy tao nói thiệt mẹ nào con thấy là thiệt luôn mà tao nói từ bay nó làm cho thằng bồ của tao có mặt nó theo kiểu là nó nó kiểu như nó không định thần là nó nói trời đất ơi nó kiểu mà em biết đàn ông mà họ ngồi ở cái vị trí đó họ không họ không kịp phản xạ em hiểu không con nít nó là vậy đó mày mà dạy cho nó nói chuyện là nó ra đường nó nói kiểu vậy đó <laughs> chị nhi mới sắp giải thích cho eva về kết hôn <laughs> tụi tụi bay không tin hả bữa 250 000 subscriber đi tụi bay hỏi bồ tao coi coi chuyện đó là thiệt không nó còn muốn phun cơm nữa mà nó có muốn phun cơm ừ nó tụi nó đúng theo kiểu vậy nè chị kể cho tụi em nghe cái chuyện mà bạn trai chị kêu chị làm bạn gái nó làm sao cho ta tao không nhớ là kể chưa nữa tao không nhớ tao kể chưa nữa nếu mà tụi bay kêu kể rồi thôi tao khỏi kể tại vì nó là một trong những cái ví dụ rất là điển hình của xe ghi yeah, nó là một cái nó là một cái ví dụ rất điển hình của xe ghi nó có một cái thứ sức mạnh theo kiểu này mặt dày <laughs> mặt rất dày chưa hả ủa chị chưa kể hả chị nhớ chị kể like trước rồi chưa kể hả chắc không mày có chắc là mày không có skip livestream của tao không tao phải tỏ hỏi mấy đứa mà không bao giờ skip livestream á dạ yeah. thôi trước khi kể chúng ta tóm gọn cái câu hỏi này lại dạ yeah. đó là chị muốn cho hai đứa em hiểu là chị xin lỗi chị đã phải nghe là hai đứa em quyết định ly, ly dị sau khi coi livestream của tao đó thiệt tao cười trong nước mắt tao đéo tao đéo biết là tao phải cười sao nữa nhưng mà chị cũng hiểu là có những cái lúc á là mình phải tách nhau ra để mà mình có thể xây được hai cái cá thể hạnh phúc để chăm con còn hơn là ở với nhau và tiêu diệt nhau và giết giết nhau và hận thù nhau và ganh ghét nhau và chửi lộn với nhau và con nó lớn lên trong một cái môi trường độc hại ok và cả hai sự quyết định này nó đều có hai cái giá giờ yeah. và cái giá của em sự chọn lựa ha phía ngoài này vẫn có cách giải quyết chứ không phải không đó là cái niềm tin của chị ngày hôm nay chị có thể dạy tụi em thấy eva trên video tụi em gặp eva ở ngoài rồi tụi em thấy nó là một đứa trẻ chị không nói con chị là xuất sắc nhất ok con này nó cũng ba lém lắm nó cũng không có dừa đâu cũng nít thông minh mà làm sao mà dừa dặn được con quỷ này nó kinh lắm nó cũng kinh lắm tao nói cho tụi bay nó không dừa đâu tao sẽ mát hết cho tụi bay nghe con tao nhỏ lớn sao để cho tụi bay biết con tao cũng là người bình thường rồi được chưa để cho ngày hôm nay chị tự tin chị nói con của chị là cái người mà về mặt cảm xúc của nó nó có thể giải quyết được những cái chuyện này một cách rất chẩn chạc là bởi vì từ nhỏ đến lớn chị dạy cho nó về cái suy nghĩ là chị không muốn ngay lập tức chị phủi đi cái cảm xúc của nó chị nói mà hiểu con cảm giác như thế này mẹ hoàn toàn thấu hiểu cái điều đó và mẹ chấp nhận là cái sự chọn lựa của mẹ ảnh hưởng đến cuộc đời của con mẹ biết là con không chọn sinh ra đời này mẹ biết con không chọn để ở trong cái hoàn cảnh này nhưng mà mẹ xin lỗi con đã ở trên đời là con phải qua cái biển này và để qua cái biển này không thể nào qua nó bằng sự yếu đuối được cái điều duy nhất mẹ có thể cho con đó là sự mạnh mẽ đó là kiến thức đó là kỹ năng và đây là những cái điều mà mẹ sẽ lặp đi lặp lại với con cho đến cuối cuộc đời đó là ai cũng đầu ai cũng té ai cũng ngã ai cũng sai hết miễn là con cho phép mẹ được cầm tay con đứng lên để dạy cho con biết được là quản trị cảm xúc của con là gì làm sao mỗi lần khóc tự dụ nước mắt đứng lên đi tiếp một người đàn ông phản bội con làm sao dụ nước mắt đứng lên đi tiếp người này chết làm sao dụ nước mắt đứng lên đi tiếp tất cả những cái đó mẹ sẵn sàng cho con hết nhưng với một điều kiện mẹ muốn con hãy cho mẹ được cơ hội được ở bên con để làm điều đó chung với con và không phải là hận thù nhau không phải là đổ lỗi với nhau không phải là mẹ tại sao lúc đó mẹ làm mà mẹ chưa có nói với con lúc đó con nhỏ con không, không biết gì còn bây giờ con không, không đồng ý ví dụ như vậy chúng ta phải bỏ quá khứ qua một bên cái điều duy nhất con với mẹ có thể tạo ra mỗi ngày đó là tập trung vô thầy hiện tại đó là cùng nhau xây dựng cái niềm vui khi mình ở với nhau đi du lịch với nhau đi ăn với nhau tám với nhau giỡn với nhau nghịch với nhau đi mua sắm với nhau đi sắm đầm sắm váy mua nước hoa chơi son chơi phấn với nhau những cái điều đó nó sẽ tạo nên ký ức những ký ức này nó sẽ tạo nên cái sự gắn bó giữa con với mẹ con có chuyện mà mỗi ngày cãi lộn là tại sao mẹ bỏ ba nó không giải quyết được gì hết đúng không xong rồi để cho con bạn suy nghĩ được chưa và bạn phải để cho con nít suy nghĩ cái mà nhi luôn làm là nhi đặt câu hỏi cho con nhi nghĩ không à dạ nhi không bao giờ mà 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 gán ghép và nhi không bao giờ con như ví dụ như hôm bữa con như nó nó nghe nhi đang nói chuyện với lại uh, uh, bạn của nhi chẳng hạn nó nghe nó nghe một cái chuyện gì đó mà nhi với bạn như đang nói chuyện mà nhi với rồi nhưng không có xạo với con Nhi mà cái xong uh, xíu nữa nó nhìn nói chuyện là à, mẹ uh, mẹ và với con đi ra ngoài chơi tại vì cái cục hạng này hủy tại vì uh, gia đình bạn đó có chuyện này nọ có nó nói gia đình bạn đó có chuyện giống như mẹ với lại ba với lại uh, ba hồi xưa phải không mẹ không sao đâu con hiểu mà nó lanh lắm chẳng qua là như cho con nít được nói thiệt muốn coi cái video đó coi lại video livestream lần trước như đã nói rồi con của bạn sẽ nói thiệt khi bạn cho nó nói thiệt bạn mà mỗi lần nó nói xạo ok mà bạn nổi điên nổi đóa với nó bạn bạn kiểu như là bạn bạn phải dung không dung túng cho cái sự xạo của nó và bạn phải sẵn sàng cho nó nói thiệt người khác mà nghe vậy đó trời ơi, mày cũng nít ranh mày nghe tao mày nghe lén tao nói chuyện điện thoại với bạn không chị kêu ừ đúng rồi con nhưng mà con cũng phải tôn trọng gia đình người khác mỗi người sẽ có gia đình riêng của họ và mỗi người sẽ có cái câu chuyện của họ con hiểu không nó nói con hiểu chứ không con với nói với mẹ là con 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 hiểu hồi nãy mẹ nói chuyện với lại bạn mẹ cái gì rồi được bạn mà cho con bạn được tâm sự với bạn sự thật hả nó nói cho bạn nhiều thứ đau não lắm được chưa ừ nói thiệt toàn bị ăn gậy cho nên tụi nó mới nói láo nói xạo ủa chưa hả chưa kể hả rồi kéo ghé sát vô riêng khúc này tao xứng đáng được uh, nhiều like nhiều tim bao bao nhiêu like tim là tao vô tao ngó rồi tao vô tao ngó cái thử cho Nhi ngó cái nghe mọi người vô ngó Ta rồi, rồi. rồi tao mới nghe giọng tao luôn trời đất ơi sao có 300 like vậy 500 đi kiết Kết vừa vừa thôi nhấn like mà cũng kiết nữa. Quỷ sứ à. Qua nhấn like đi, qua nhấn YouTube cho tôi có một xí like hử. Mấy người kiết kinh á, xin có mấy cái like mà xin hoài. Có mấy cái like có nhiều cái đi lại. Chừng đó cái xin hoài. Nhấn like tôi mà cũng căng nữa. Ồ có cho em chị dạy từ bây giờ rồi Mấy bạn hỏi chị có bao giờ dạy con vậy cách ra đi Mỗi lần mà dưới nhà mà có người chết á vì, Tại vì ở đây là mỗi lần mà có ai mà chết á Là em sẽ nhìn thấy cái blog nó màu trắng Rồi chị sẽ nói chuyện với lại Eva Eva nó mẹ chết lần sau Ví dụ xưa nó không hiểu chết là gì giờ nó hiểu rồi Nó nhờ nó về nhà nó tự nhiên nó thấy người, người ta khóc á Người ta chết á, nó khóc nó nói với chị mẹ Mẹ đừng có chết nghe mẹ Mẹ đừng có chết, mẹ chết rồi con con sợ lắm, con sợ mẹ chết lắm. xong như với nói chuyện với con như một cách rất là bình tĩnh như nói là mẹ xin lỗi con nhưng mà một ngày nào đó mẹ phải chết. có nó oài lên nó khóc theo. Nó khóc thêm. Không, mẹ không có được chết. <laughs> mẹ không có được chết, mẹ phải ở với con, mẹ phải mẹ phải chơi với con, mẹ phải nuôi con. Như lại bình tĩnh lại như nói, mẹ biết con thương mẹ chứ, mẹ biết con cả đời con sẽ muốn ở với mẹ nhưng mà chị mẹ xin lỗi, một ngày nào đó mẹ sẽ chết con sẽ chết ông bà ngoại sẽ chết ông bà nội sẽ chết ba con sẽ chết rồi bạn bè con sẽ chết tất cả mọi người phải chết nhưng mà mày chỉ muốn cho con biết là coi cái hành trình con ở trên đời này á con có ký ức với nhau á, đẹp với nhau á, là quan trọng và cái cuộc nói chuyện này không phải một lần như nói cho mọi người nghe rất nhiều đêm khi mỗi lần mà con như nó của con sao vậy là tự nhiên nó nhớ đến cái cái như nó lần trước nó mẹ lần trước mẹ nói với con là mẹ sẽ chết đó giờ con sợ lắm có thể nào mẹ đừng chết không có cách nào để con với mẹ đừng chết không tại con muốn ở với mẹ và như lặp đi lặp lại như nói chắc giờ chắc cũng phải là bảy lần rồi giờ nó hết rồi nó không hỏi cái đó nữa là nó đã bắt đầu chấp nhận là đến một ngày nào đó mẹ sẽ chết miễn là mình sống với mẹ là mình phải chăm sóc mẹ rồi mình mẹ chăm sóc mình rồi hai người chăm sóc yêu thương nhau rồi dành thời gian cho nhau thôi rồi hai mẹ con nói chuyện đó giờ là nó bình thường tại vì như cũng nói với con ngay thẳng luôn đó là đây là cái cơ thể của mẹ giờ yeah nếu như mẹ ra đi bệnh viện và bác sĩ sẽ dự, sử dụng cơ thể của mẹ cho y học tại vì như có cái thẻ như vậy như nó chia sẻ với mấy bạn rồi thì Eva nó nó nói là có nghĩa là gì vậy mẹ nhưng mà nó là có nghĩa là có thể con sẽ không bao giờ được gặp mẹ lần cuối khi mẹ chết cho nên mẹ cũng không muốn con gặp mẹ lần cuối khi mẹ chết ví dụ như vậy tại vì mẹ muốn con hiểu được là một mẹ không muốn con tốn kém về tài chính tài sản đau buồn làm đám tang đám dỗ đám quẩy mẹ không cần những cái đó đối với mẹ cái điều duy nhất mà đi lìa ra khỏi thế giới này và mẹ muốn con mang theo nếu như mẹ chết trước con hay là con chết trước mẹ đi đó là những cái kỷ niệm mà hai mẹ con mình có với nhau trong cái hành trình này tao không biết tao ở với mày bao nhiêu năm ví dụ như 60 năm tao ở với mày đi thì tao muốn 60 năm này là cái điều mà mày nhớ mỗi lần mày nghĩ về tao vậy thôi mày không có cần con phải làm mấy cái cúng điếu ba cái với va với vẫn này tao không cần tao không cần tống đất nhớ đất không được cái gì hết á để cho bác sĩ xài họ học họ họ mổ xẻ họ banh xác tao làm cái gì cũng được hết cống hiến thận gan tao cho người khác xài được chưa và mẹ muốn con phải biết là cái ngày đó nó đến con không được phép khóc con không được phép cản bác sĩ làm cái điều đó con không được phép giành xác với bác sĩ con cũng không được phép làm những cái điều đó bởi vì đây là cơ thể của mẹ mẹ làm cái điều gì với cơ thể của mẹ đó là quyền của mẹ con không được phép và từ nhỏ như vậy cho con như điều này luôn để cho con như hiểu được là con sẽ sống cuộc đời của con mẹ sống cuộc đời của mẹ mẹ sống như thế nào đó là quyền của mẹ nhưng trong cái cuộc đời của mẹ mẹ làm tròn trách nhiệm là mẹ của con thôi nhưng không có nghĩa cái chuyện là con quyết cái cuộc đời của mẹ rồi tài sản của mẹ rồi vân va vân vân con không được đó là đồ của tao mày là cái con xe ghi ở cái thôi điện thoại là của tao tao cho mày mượn ipad của tao tao cho mày mượn được chưa đồng hồ là của tao tao cho mày mượn tất cả mọi thứ là tao cho mày mượn được chưa? Tao chết đi, tao cho lại hết, tao bán hết tài sản, tiền bạc, tao xuất giao cho có người tao tin tưởng để họ tiếp tục chăm những người khác. Mày không có cửa, mày cho tao cho mày kiến thức thôi. Được chưa? Và những bạn nào ở lâu với nhi hoặc đã được gặp nhi nói chuyện với con nhi rồi, họ biết những cái điều như chia sẻ là đúng như vậy do ba như vậy từ nhỏ cho nên con như nó không nó không có một cái tư tưởng gì là sợ về cái chuyện chết hay là nó nghĩ về chuyện là nó không được đụng với mẹ nó này nó, nó 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 giờ nó đã quen rồi và bạn phải lặp đi lặp lại và bạn phải nói cái điều đó một cách rất là bình tĩnh rất là ổn và rất là bình thường để cho con bạn thấy nó là một cái điều bình thường. với khẳng định với các bạn đối với như là các bạn nhìn thấy cái cách như nói chuyện các bạn biết rồi đối với như chết là bình thường nếu ngày mai ông trời kêu như phải đi như đi à nhưng không có gì tiếc nuối nữa hết á như sống rất trọn vẹn mỗi ngày nha mọi người như sống rất trọn vẹn mỗi ngày như đang ở một cái thời điểm mà như gọi là như rất hạnh phúc mặc dù có rất nhiều sóng gió mặc dù có rất nhiều biến cố nhưng mà như rất hạnh phúc với tất cả những cái điều như làm trong 24 giờ mỗi ngày ok giờ yeah. như không như không thấy tiếc núi gì hết trên cái cõi đời này được yeah, rồi Dạy chứ, dạy rồi Đâu rồi Tụi nó kêu chưa, kể đây rồi Thôi, qua wow, chết chóc đi, kể chuyện vui vui lên cho tụi nó Tụi nó tới giờ, mấy con mà nãy giờ ngồi chạy Kể cho ngay chuyện thằng bồ của chị đi Dạ yeah. Rồi ta sẽ kể cho tụi bạn ngay, lại đây, nhào vô, kể cho ngay nè Được chưa, má mấy bà Ngay bồ 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 là sơn lên liền Sơn lên liền Dạ yeah. Ờ uh... xưa giờ là như gọi cái những cái người mà như đi đi hẹn hò mọi người như gọi là hẹn uh, hò thôi tiếng anh nó gọi là date date tức là như đang trong cái hành trình như tìm như tìm hiểu về họ thôi như rất như rất các bạn biết là để một ai đó như kêu là bồ của nhi hay là bạn trai có như là một cái sự nghiêm túc rồi đó tức là hai đứa xác định là hơn cả cái chuyện là yêu đương nhau là sẽ tính về tương lai với nhau đó gọi là người yêu đó với nhì cái, cái giai đoạn đầu tiên nó gọi là date tức là hẹn hò thôi qua lại thôi thả thính thôi được chưa lâu lâu đi ăn rồi này nọ vậy thôi nhưng mà chưa có phải là người yêu tiếng anh nó hay gẹo là situationship situationship có nghĩa là bạn trong một cái tình huống mà nhìn như thế là hai người là bạn trai bạn gái nhưng mà hai người chưa có dán nhãn gọi là dán nhãn tên với nhau vậy đó thì uh, cái lúc là nhiều bạn trai mới biết nhau thôi thì thì chúng ta đang ở trong cái tình huống gọi là date tức là hẹn hò đi gặp đi ăn đi nói chuyện thì một ngày cũng như những cái ngày hẹn hò khác được chưa ảnh hẹn nhi vô cái khu mà như gọi là cái khu mà trời ơi trai mà lem nói tới đây nước miếng tao chảy cái khu đó gọi là cái khu Marina Bay Sen mọi người biết Marina Bay Sen rồi mà cái khu Marina Bay Sen là toàn cái dân mà cái dân gọi là cái dân đẹp trai xấu muối mà nó ở trần nó chạy thể dục vòng vòng không à được chưa đúng cái khu đó lại là ngồi nhà hàng rồi ngắm nước rồi ngắm view đẹp nói chung đẹp lắm nhưng mà đẹp song song với trai nó chạy tùm lum tà la hết thì nhi vẫn là nhi thôi thấy trai đẹp mà đúng cu mình thì mình ngắm thôi thì hôm đó đi không phải là mình nhi với ảnh không mà là nhi với ảnh và đồng nghiệp của ảnh và bạn của ảnh tức là là lúc đó là ảnh cũng me mình là hơn hẹn hò rồi đó tại vì dắt mình đi chơi mà còn giới thiệu bạn bè bạn thân đồng nghiệp được đồ tấm lắm tà la vậy như chưa có dắt ảnh đi với bất cứ ai mà của nhi hết đó là ảnh dắt nhi đi thôi xe ghi nó như vậy đó được chưa nó khoe làng khoe xóm nó là nó có gái là nó nó dắt đi nó khoe hết bà con thiên hạ nhiều đứa cũng không có rụt ra giữa nó nó khoe hết đó. tao không biết nó khoe để làm đắt gì nữa. nó khoe hoài vậy đó rồi <laughs> nói nó không thì cái lúc đó nhi là nhi thôi thì trong lúc nó ngồi nó bận nó nói chuyện với bạn bè của nó rồi nó nó nói chuyện với đồng nghiệp của nó thì nhi ngồi nhi uống nước bình thường các bạn hiểu không mà cái view của nhi cái tầm view của nhi lúc đó đã lắm nhi ngồi như có thể ngắm trai mà ở trần chạy thể dục qua lại mà trời ơi mà nhi ngắm trai là đối với nhi vậy nè nhưng ngưỡng mộ họ vì họ tập thể dục cho nên họ có một cái cơ thể đẹp và nhi cũng nhìn họ bởi vì họ là gu của mình được chưa vậy thôi cái xong người đàn ông này rất tinh tế người ta có thể nhìn được con mắt của nhi và biết là mắt của con quỷ này nó đang nhìn đi đâu không mà ảnh là ảnh cao hơn nhi rất là nhiều ảnh cao hơn nhi một cái đầu mấy bạn biết là ảnh cao hơn nhi một cái đầu vậy nè giờ là đây là vị trí của ảnh tưởng tượng cái mít này là cái đèn các bạn biết cái đèn ở trên cái bàn cái bàn cao nó có cái đèn để rọi thì nhi đang ngồi vậy đúng không thì ảnh cao hơn nhi đúng không cái ảnh nó quay cái đầu ảnh xuống vậy nè ảnh nhìn nhi với một ánh mắt nãy giờ anh thấy em nhìn hơi nhiều rồi đó em mà nhìn thêm một phát nữa là xíu nữa là coi chừng là em sẽ bị em sẽ em em sẽ có chuyện với anh đại loại là em sẽ có chuyện với anh cái xong gì trả lời nó lại ngon ơi vậy à? kêu có chuyện gì có kêu cái nó nói excuse me excuse me là của xin lỗi bạn tôi với bạn đang đi ra tôi với bạn hẹn hò với nhau tôi với bạn gặp gỡ nhau mà bạn ngồi bạn nhìn trai như thế là tôi không có tồn tại vậy cái xong chị lúc đó chị nói ủa vô duyên vậy tôi với anh đi ra với nhau là tôi với anh hẹn hò với nhau thôi chứ tôi với tôi đâu phải bạn gái anh tôi đâu phải là vợ anh đâu anh đâu có quyền cấm tôi ngắm người khác tại vì đó là cái suy nghĩ của chị chị với ảnh đang trong cái giai đoạn tìm hiểu nhau có xong ảnh mới nói ủa nhưng mà tao với, em với anh bắt đầu nói gọi nhau là baby rồi honey đồ rồi mà có chị nói ừ gọi nhau đâu có đồng nghĩa với việc là là người yêu đâu cho tới khi anh mở miệng anh nói với tôi là à em ơi em làm bạn gái anh đi thì lúc đó tôi mới là bạn gái anh còn tôi sẽ không bao giờ tôi đi bu theo đàn ông rồi tôi nói là anh ơi em lại anh anh làm ơn anh nói là em là em làm bạn gái ở đây không miễn là bạn không mở miệng bạn hỏi là tôi tôi sẽ tiếp tục tôi đi ngắm trai và thậm chí tôi nói thẳng với anh luôn là nếu như ngày mai tôi về mà một thằng khác nhắn tin tôi hẹn tôi là đi chơi tôi sẽ đi tại vì sao anh chưa có mở miệng anh nói tôi là bồ của anh anh không có quyền được chưa rồi khúc này khúc này tụi bay mới thấy đặt mùi xe gây nè nó quay qua đám bạn của nó tưởng tượng đây là cái đèn của nó tụi bay rồi mà cái đèn giữa mặt giữa hai tụi chị đang nó chuyện nhau cái cuối đầu nó nói chuyện vậy nè cái nó nói với bạn của nó nó nói excuse me là xin lỗi mọi người tôi có tôi có công chuyện với cái người phụ nữ này cho tôi hai phút tôi quay lại liền nó kéo cái bàn ra nó kéo cái đèn ra trước mặt chị rồi nó đưa cái mặt nó vô trước mặt vậy nó nhìn vô mắt vậy luôn nó nó ok giờ tôi cho bạn nó gần thôi chị dùng gì dùng, dùng, đúng cái câu mà nó nói rồi nó nói, excuse me this is a serious conversation right now nó là đây là một cái đau đây là cuộc nói chuyện rất nghiêm túc được giờ bây giờ chúng ta bắt đầu nghiêm túc nè you going to be my girlfriend nó không có dùng từ là bạn có muốn làm bạn gái của anh không luôn mà nó dùng từ là you going to be my girlfriend là bạn ngay lúc này bạn thành bạn gái của tôi và chấm dứt cái chuyện ngó đàn ông đồng ý Đồng ý không? Đồng ý ok Cảm ơn mọi người đã chờ đợi Chúng ta bắt đầu nói chuyện tiếp Nó không cho tao Nó không cho tao cơ hội Được giá sẽ, yes, sẽ gì luôn Và đó chính là cái gì nó Cái sức hấp dẫn của đàn ông là Em mà muốn là em tới vậy đó Tôi muốn có cho bạn chọn Bạn là bạn gái của tôi Ừ Ừ liền Yes Xong rồi đúng không? Rồi xong Lại nói chuyện với đám bạn nó chứ tiếp tắm <laughs> đánh gió chủ quyền ngay lúc đó luôn cho <laughs> nên để em hỏi ủa chị Nhi cái gu kiểu gì cái gu kiểu gì mà có thể tán được chị nó phải như vậy nó mới chơi lại chạy em, yeah tức là nó không có không rụt rè luôn không có rụt rè không có phải tới với chị là ờ, em có thể nào làm bạn gái vậy, anh không? không? nó kéo cái đèn rồi ngay vô mặt tao vậy đó nó kéo cái đèn lại nó nói you going to be my girlfriend yes nào nào nó làm gì đó <laughs> trời ơi <laughs> thiệt không nó không cho chị cơ hội say nô no luôn mà giờ yeah, nó không cho chị cơ hội say nô no. mà chị nói thiệt của em nè mấy cái con bánh bèo tao hỏi tụi bay kéo ghế vô kéo ghế vô để cho mấy con nữ trả lời mấy thằng nam đừng có tại vì đàn ông tụi bay phải được nghe con mấy con nữ trả lời nếu như đàn ông mình dominin hay gì hay, hay chị còn gọi là mạnh mẽ ngay cái lúc đó đưa cho em một cái ánh mắt rất là sắc bén mà gọi là anh muốn quyết khúc này em không có quyền quyết được chưa và còn đến mà còn đẹp trai mà còn cao to hơn mày rồi còn vui tính rồi còn lịch lãm rồi còn chăm sóc mày ngay khúc đó nói với mày kiểu đó con nào nói nô no, con nào nói nô no, hay là con nào cũng ơ trời ơi anh ơi em mừng quá cuối cùng em cũng mở hốt được ai rồi tao cho mấy con bánh bèo trả lời mấy thằng đi ra mấy thằng đi ra đi học có phải không thấy chưa chịu liền ừ cho nên chị nói với em cái cách em xài ngôn ngữ với phụ nữ nó cũng nó, nó rất là quyết ở cái ở cái chỗ đó đó dạ <laughs> yeah, em chịu mấy con quỷ definitely say yes <laughs> có <laughs> vấn đề không phải là nước nào em à, mà có vấn đề là cái người đàn ông đó họ tự tin với họ đó là tôi nhịp tôi để ấy thấy gọi là track trắc trắc tức là tôi cảm thấy mối đe dọa là chết da rồi tôi mà không nói cái cô này làm bạn gái tôi là cổ sẵn sàng đi tìm người đàn ông khác cổ sẵn sàng đến với cái thằng khác và cổ sẵn sàng cho cổ cơ hội để đi gặp thằng khác nên tao mới nói với tụi bay rồi tụi bay phải chảnh lên tụi bay mở đàn xanh cho đàn ông nhưng tụi bay không bao giờ được phép anh ơi anh làm anh ơi anh làm ơn anh làm bạn trai em đi tao không bao giờ nhưng mà chị đi với người ta chị luôn trọn vẹn ở đó tức là chị sẽ chăm sóc họ chị sẽ ăn uống với họ chị sẽ nói chuyện với họ nhưng mà chị sẽ không xạo với họ về cái chuyện là a à, nếu như mà ngày hôm nay tôi đi ăn với anh ngày hôm sau tôi sẽ đi ăn với người khác tôi sẽ không xạo với anh về điều đó tại vì sao tại vì tôi đang đi tìm hiểu không phải tôi đi ăn với anh là tôi sẽ dừng ngay lập tức tôi không đi ăn với người khác tại vì trong nếu như anh chưa có quyết là anh muốn chọn tôi là bạn gái của anh nó tôi không mắc mới gì tôi phải đầu tư tôi vô anh hết á tôi sẽ tiếp tục để cho người khác được cơ hội biết tôi là ai không có đồng nghĩa với việc là tôi lăng nhăng, tôi lăng loàn tôi thả tính không có tôi biết rất rõ ranh giới về cái chuyện là à tôi đi với anh, tôi cho anh cơ hội, tôi bật đèn xanh với anh nhiều hơn những cái người đàn ông này, nhưng mà tôi cho anh hết lần này đến lần khác mà anh không có ừ, anh không có lấy cái cơ hội đó, đó không phải là chuyện của tôi. không phải phiên Hàn Quốc đâu mấy má, và cái khúc đó chị nghĩ là nó làm cho chị, <laughs> chị bị sốc cái khúc đó nên tao nói với tụi bay, sa gây nó làm cho tao mấy cái khúc này sốc tông hiểu được là tại sao tụi nó có thể mặt dạy như vậy, đó là trước mặt bạn ảnh luôn, ảnh kiểu như là xin lỗi tụi bay nha tao phải có cái cục nói chuyện nghiêm túc với cái cô gái này ngay lúc này tại vì á nó rất là quan trọng chờ tao một xíu tao xong tao quay nó lại tao nói chuyện tụi bay có là anh bất chấp bạn anh ở đó đồng nghiệp anh ở đó luôn không có liêm sĩ không có không có xấu hổ thôi về nhà chúng ta gấu giấu dếm rồi nói chuyện thôi về nhà vô một góc nói chuyện nó đúng theo kiểu là giờ tao thích mày đó tao yêu mày đó mày yêu tao không mày không yêu tao kệ cha mày nhưng mà mày là bạn gái tao đi đã rồi tính tiếp nó chơi vậy đó dạ yeah cái này ngược lại thì mấy con xe ghi thì nó 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 hơi khó một chút tại xe ghi mà mấy con nữ thì nó không nên làm cái khúc này tại nó làm vậy là ông bỏ chạy hết nhưng mà con em con tao tao nghĩ chắc mấy đầu nó là vậy á yeah. dạ sao tụi bay cười khoái chí vậy <laughs> tụi bay có muốn được tán như vậy hả <laughs> ờ ừ, lúc đó chị cũng bị sốc mà nó xong tự nhiên tao cứ ủa vậy ủa ủa tự nhiên tối hôm nay đi ra đường đâu có định có bồ đâu tự nhiên tính đi ăn tối thôi rồi ngắm trai xong tự nhiên đi về nhà giờ thành có bồ khổ kinh thiệt má tối đó về tự nhiên có bồ ừ không tụi em ra lần đầu thấy chị bị bất lực Tao hỏi mấy con bánh bèo khác tụi bay trong tình huống của tao tụi bay có bị bất lực không? Tại vì chị cũng cứng mà, chị cũng cứng miệng lại chứ chị đâu có hiền đâu, chị cũng nói là không. Tôi có quyền, tôi có quyền nhìn người khác, anh không có quyền cấm tôi. Giờ dạ, anh không có quyền cấm tôi. Nó nói, ủa tại sao? Nó nói, tại vì em với anh đâu có trong mối quan hệ đó nó nói, ủa anh với em sáng tối Nhắn tin gọi điện ngày nào cũng chat với nhau Rồi tối nào cũng đi ăn với nhau nhưng mà không có nghĩa là em là bồ của anh anh cho tới khi anh mở miệng anh propose post rồi anh mở miệng ra anh hỏi á thì tôi với anh không là gì hết á tôi với anh vẫn là người dân ra yeah. tôi với anh vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu cho đến khi anh mở miệng anh nói tôi là bạn gái anh anh không hỏi anh anh không hỏi tôi sẽ không bao giờ tự nhận gọi là tự nhận bên trong mình à mình chắc là mình bồ ảnh không tôi không có tôi có giá của tôi anh ạ à. tao cũng đấu vừa miệng tao cũng đấu vừa tụi bay miệng tao rồi phái muốn chết mấy bà phái muốn chết mà mấy bà bày đặt thiệt bất lực thiệt ừ không có mày ơi không phải thằng xe ghi nào cũng vậy đâu tao không đi với nhiều thằng xe ghi rồi nó vô dụng lắm ok cái thằng này là hiếm thôi thôi cái không tụi em mới biết là bạn trai gì ảnh khác ảnh hẹn hò nhiều rồi ảnh có nhiều đằng nhiều mối quan hệ rồi người ta chẩn chạc rồi người ta người ta qua cái tuổi chơi bời rồi mấy thằng xe gây mới lớn vô dụng lắm mình nhìn thấy thằng huê mày biết rồi trời ơi được cái đách gì đâu không được chồng bạn huê nhảy vô ủa chị kỳ tự nhiên lôi em vô huê cái chị nhảy em có làm gì đâu tự nhiên lôi em vô lặp lại đàn ông với chủng bội chủng chủ động đó không phải là trách nhiệm của em em đi ăn với ai đó nhiều hay là em chơi với ai đó nhiều em gặp người ta nhiều không đồng nghĩa với việc là em đã trong mối quan hệ với họ đàn ông mà muốn là họ sẽ yêu cầu ok người ta không muốn người ta sẽ sử dụng mày với cái chuyện là đi ăn đi chơi đi uống nước rồi quất mày người ta chưa nghiêm túc bởi vì người ta chưa sẵn sàng cái đứa sẵn sàng là nó vậy đó Huê không có gì để nói nữa hết á Huê vậy thôi kể chị thích làm nhục em làm đi em mệt lắm rồi em mở chị bao lâu nay đến giờ em còn chưa được chị công nhận Huê Hơi... <laughs> hoang rồi Huê đâu hoang với điều đó rồi trả lời hết câu hỏi rồi đó chùa trà hai tiếng đồng hồ vui không vui hả phát biểu cảm nghĩ rồi phát biểu cảm nghĩ rồi hôm nay học được gì viết ra nghe coi đừng cho chị Nhi ráng thêm câu nó đi không hai tiếng đồng hồ rồi hai tiếng đồng hồ rồi nghe rồi mấy bạn thả đường link cho mấy bạn mà muốn học của mấy thầy á đó. đó thả cho tụi nó ok rồi những cái bạn mà muốn hỏi như chị nói đây là cái video cuối cùng chị đề cập đến mấy ngày như bởi vì mình sẽ chị sẽ không có tiếp tục hành trình đó nữa mong là một ai đó ở Việt Nam có đủ tài chính để đem về và tiếp tục để có thể chăm sóc những các bạn đã tốt nghiệp còn nếu không thì tất cả những các bạn tốt nghiệp tụi em liên hệ trực tiếp với máy hình yêu để được chăm sóc từ máy hình yêu của Mỹ và chị muốn kết thúc nó lại một cách đẹp nhất và trọn vẹn nhất chị muốn kết thúc nó một cách uh, tươi sáng nhất cũng như là nhìn theo một cái hướng tích cực hơn chị lung tin vũ trụ cho chị cái con đường mới bởi vì nó có lý do của nó chị không biết lý do đó là cái gì nhưng mà Uh, mỗi lần mà chị qua một cái chặng mới chị gắn kết hết tất cả những cái đó chị gọi là những cái điểm mà chị đi qua hay là chị, chị phải trải qua để mà chị thấy là mình muốn dạy học mà mình muốn cho mọi người kiến thức mình đi tìm đường thôi như chị như Nhi luôn nói vậy muốn là đi tìm cách muốn là đi tìm đường muốn là mình tự mở đường cho mình muốn là mình tự cầm đúc mình soi cái con đường mình đi mình không có cần ví dụ người nước ngoài người ta không muốn giúp mình người ta không muốn cho mình người ta không chăm mình mình tự tìm đường người nước ngoài này xây no 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 500 người xây no thể nào cũng có một người xây yes cuộc đời như đó là cái điều làm như thành công đó là như tích cực lắm ok hết đường này như đi đường khác không không có cuộc đường không có ngồi đó khóc không có ngồi đó ôm đầu gối khóc ấy giờ không có rồi sao mình chết nhưng nghĩ cái ý chí kiên cường đó nó cũng giúp cho Nhi trở thành cái người uh, leader tốt hơn có thể chia sẻ lại với các bạn nhiều hơn cũng như học và sẵn sàng đứng lên đi tiếp nhanh nhất có thể dạ yeah, rồi như lệ Đừng quên like share và subscribe tất cả những cái video của nhì. Các bạn mà muốn học nhiều hơn về Ikigai cũng như uh, bản thân làm ơn đi qua cái kênh Ikigai để nhấn subscribe đi tại vì cái kênh kia là những cái thông tin về học khóa học của mấy thầy các bạn có thể nhấn bên kia để các bạn tìm hiểu hơn. Đó như nhì nói các bạn muốn học những cái này như nhì lặp lại. Đây là những cái dành cho những bạn có cái nhu cầu học hơn. Là coi livestream của nhì. Được yeah những cái gì như cho miễn phí lặp lại lần thứ ngàn lẻ một đêm như đã cho hết tất cả mọi người rồi như cho hết sức có thể và như cho nhiều nhất có thể như không không có một cái gì tiếc nữa đó giờ nhưng mình có những người người ta muốn học thêm người ta muốn học cá nhân người ta muốn nâng cao hơn người ta ngày sẽ qua bên kia ok rồi cảm ơn mọi người bye bye đừng có quên like share và subscribe kênh của Nhanh như gặp lại mọi người ở những cái like kế tiếp bye Bye, bye bye, nhi sẽ bye bye. gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp của nhi và các bạn đừng có quên là. Lê là... Lê là... Lê là...